tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 46, bạn học tống thư hàng, gần đây cậu. Sau khi trở lại ký túc xá, tống thư hàng mở cửa ra gọi khẽ. Tao về rồi đây. Không có ai trả lời hắn. Trong phòng không có ai à. Hắn lại cúi đầu nhìn chỗ tủ giày, đơn xin nghỉ của hắn đã mất tâm, chắc là bạn cùng phòng đã chuyển cho giáo viên dùm cậu rồi. Còn chưa tan học à, rõ ràng buổi chiều chỉ học có bốn tiết, nhưng giáo sư nhân thủy bị gãy hai chân đến giờ còn chưa xuất viện, cho nên chiều nay đáng lẽ chỉ có hai tiết mới đúng chứ. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Chẳng lẽ mấy tên kia lại chạy qua chỗ phòng dương đức thuê ở ngoài à? Vậy cũng được, bọn nó không có ở đây thì dược sư tới đây thu phi kiếm truyền thư cũng tiện hơn, khỏi cần lo mấy tên bạn cùng phòng khác nhìn ra điều gì khác thường. Nghĩ thế, hắn cởi giày, chuẩn bị bước vào phòng. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng. Cao mỗ mỗ, tôi lại cậu đó, trong số những người tôi quen thì chỉ có mỗi mình cậu là có kinh nghiệm quen bạn gái thôi. Một giọng nói trung tính nhưng khá thanh thúy vang lên. Cho nên cậu muốn nói gì với tôi hả? Đứng xa tôi ra một chút đi, cái bản mặt của cậu bây giờ nhìn tẩm quá. Có chuyện gì thì nói huỵch tật ra, tôi còn phải ra ngoài có việc đây. Audio điện tử võ tấn bền Cao mỗ mỗ trả lời. Đứng trước mặt cậu ta là một học sinh con lai, tóc vàng mặc đồng phục đại học Giang Nam. Người nọ thoạt nhìn trông giống như một cô nàng có vẻ sáng sủa trung tính, nhưng nhìn kỹ lại thì lại cảm giác như người đó giống một thằng được dựa xinh đẹp óng hẹo hơn. Nói chung đây là cái dạng chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nào đoán được giới tính. Bây giờ vị bạn học chưa rõ giới tính kia đang lộ ra vẻ mặt muốn mà không được. Vừa nói vừa bước tới gần cao mỗ mỗ. Cao mỗ mỗ giơ tay vịn vị bạn học này lại, giữ nguyên khoảng cách của mình và người kia. Nếu như không phải cái đứa này chơi với cậu từ nhỏ tới lớn thì cậu đã sớm đạp nó bay đi rồi. Là thế này, hôm nay tôi phải đi hẹn hò với Tiểu Mai. Vị bạn học chưa rõ giới tính kia cười hì hì nói. Tiểu Mai, hình như là tên con gái nhỉ, vậy vị bạn học kia chắc là giống được rồi nhỉ. Cao mỗ mỗ bình tĩnh nói. Ồ, thế này không phải rất tốt sao? sau đó tôi sẽ nắm tay em ấy, thật vui quá đi mất. Bạn học kia hưng phấn lăn lộn trên giường của Cao Mỗ Mỗ, bộ dạng cực kỳ kích động. Cao Mỗ Mỗ, được rồi, tôi có thể hiểu được sự kích động của cậu. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất gấp, cậu nói thẳng vào chủ đề đi được không? Cao Mỗ Mỗ, cậu thật không có lòng cảm thông gì hết, đồ khúc gố. Vậy cho nên dù tôi với cậu là thanh mai trúc mã nhưng cậu chả cua được tôi rõ ràng người lớn hai nhà khi xưa còn có ý muốn tác hợp cho tôi với cậu nữa. Bạn học kia khinh bỉ phỉ nhổ cao mỗ mỗ. Ra Cát nguyệt, cậu nói thẳng điểm chính đi. Cao mỗ mỗ dùng sức say mạnh nguyệt thái dương của mình. Được rồi, thật ra thì vì đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với con gái, nên hồi hợp quá. Lúc đó người tôi cứng đờ ra, tới khi nắm tay tiểu mai, dùng sức mạnh quá, tiểu mai cảm thấy đau tay, nhục quá đi mất. Gia Cát Nguyệt lộ ra vẻ buồn bực. Cao mỗ mỗ đã không biết phải nói gì nữa rồi. Tôi đã hẹn lại tiểu mai ngày mai rồi. Lần này tôi định hôn ẻm, nhưng tôi chưa từng hôn hít bao giờ. Tôi sợ tới chừng đó có khi nào tôi dùng sức mạnh quá nên cắn chúng tiểu mai thì ẻm bị đau thì làm sao. Gia Cát Nguyệt nói tới đây, hai mắt sáng lên, nhìn chầm chầm vào cao mỗ mỗ. Không biết tại sao, tim của cao mỗ mỗ khựng lại nửa nhịp, cảm giác xấu hổ sông thẳng lên đầu cho nên cậu tới đây học hỏi kinh nghiệm hôn hít của tôi chứ gì. Ừ, nói từ một góc độ khác thì là như thế đó. Dù sao thì trong số bạn bè trí cốt của tôi chỉ có mỗi mình cậu là có bạn gái lâu rồi, chắc là đã hôn nhiều lắm rồi ấy nhỉ. Cao mỗ mỗ gật đầu, điểm ấy cậu không thể nào chối bỏ được. Nên cậu dạy tôi cách hôn đi, chỉ tôi xem phải hôn kiểu gì, để tôi có được kinh nghiệm tốt nhất ấy. Gia Cát Nguyệt siết chặt tay. Đợi, đợi một lát đã, Tôi có nghe lộn không? Cao mỗ mỗ run lên một cái, cậu nhìn chằm chằm đứa thanh mai trúc mã thần kinh dẫm đinh trước mặt. Để tôi hôn cậu một cái đi, hôn đá lưỡi kiểu pháp ấy. Ra cắt nguyệt gào to. Ngại quá, tôi từ chối. Tôi không thích làm gay, hơn nữa tôi có bạn gái rồi, xin cậu từ tiện đi tìm thứ gì đó tiện miệng gặm mà tập đi nha, gối này, cột này, tùy cậu chọn. Cao mỗ mỗ kiên định chối từ. Không được, gối nằm. Búp bê bơm hơi gì tôi cũng thử hết rồi, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì hết. Tôi muốn có loại cảm giác ướt át chân thật để tập ấy. Đặc biệt là lúc đá lưỡi nữa, tôi lại cậu đó, cao mỗ mỗ, trong số bạn bè trí cốt chỉ có mình cậu giúp được tôi thôi. Ra cắt nguyệt chân thành văn này. Để tôi chỉ cho cậu một cách này, cái khu cách trường mình hai con đường ấy, mấy em gái bên khu đó có kỹ thuật tốt lắm, một người học, hai người vui đó cậu. Cao mỗ mỗ chỉ điểm bến mê không được tôi tuyệt đối không bao giờ làm chuyện có lỗi với tiểu mai hơn nữa tôi có bệnh thích sạch sẽ da cắt nguyệt cự tuyệt thẳng thừng cho nên cao mỗ mỗ à cậu giúp tôi đi mà yên tâm đi tôi với cậu thân nhau như vậy không thành vấn đề đâu hơn nữa tôi còn mang theo màng bọc ni lông này nếu cậu ngại thì trước tiên bọn mình hôn thử qua cái màn bọc này cũng được cho dù có màn bọc ni lông thì tôi cũng không giúp cậu được đâu đầu óc của cậu có vấn đề nhưng đầu óc tôi còn bình thường lắm cậu không thể làm chuyện có lỗi với bạn gái cậu chẳng lẽ tôi lại có thể khiến bạn gái mình buồn được à cho nên tuyệt đối không thể được cậu đừng có hòng ê đợi đã cậu làm cái gì đó ưng ừ. sau đó là tiếng cao mỗ mỗ hung hăng dãy giụa còn kèm theo tiếng thứ gì đó rơi xuống tống thư hàng nghe tới đây chân run rẩy khốn thật cao mỗ mỗ sẽ không bị xé tem đấy chứ thân là bạn cùng phòng tốt bụng lúc này hắn có nên đi vào giúp đỡ hay không? Hay là cứ im lặng đứng ở ngoài chờ cao mỗ mỗ bị trà đạp xong rồi lại đi vào an ủi nó sau nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi, hắn cảm thấy mình cứ chờ là hơn, đợi thêm mấy phút nữa rồi hắn vào nhỉ? Lỡ như cao mỗ mỗ là một đứa ngạo kiều, mồm chối đầy đẩy, nhưng thân thể lại thành thật hùa theo thì phải làm sao bây giờ, tới chừng đó chẳng phải là mình phá hỏng chuyện tốt của nó à? Hơn một phút sau. Tống Thư Hàng còn đang quấn quýt xem có nên vào hay không thì cửa phòng ngủ mở toang ra. Gia Cát Nguyệt với mái tóc ngắn vàng hoe đẩy cửa đi ra với vẻ mặt hồng hào đầy thỏa mãn. Bây giờ thị lực của Tống Thư Hàng cực tốt, chỉ liếc sơ qua một cái đã thấy rõ ràng Cao Mỗ Mỗ đang nằm bẹp ở trên giường với vẻ mặt chết lặng, ánh mắt đờ đẫn, tựa như đã bị trà đạp thê thảm. Gia Cát Nguyệt mở cửa ra, đột nhiên nhìn thấy Tống Thư Hàng đứng ở cửa với vẻ mặt xoắn xít. Cậu cô ta lập tức ngẩn ra nụ cười đắc ý trên mặt lập tức biến mất, sau đó là xấu hổ mặt mũi đỏ bừng. Cậu cô ta vẫn còn biết xấu hổ cơ à? Ha ha, các cậu xong rồi à? Cảm tình của người trẻ tuổi tốt thật đấy. Tống Thư Hàng bắt trước dược sư cười phớ lớ, cố gắng phất lờ không nói tới chuyện kia, tránh cho đôi bên xấu hổ. Gia Cát Nguyệt trừng to hai mắt, cũng lập tức cười to đầy phóng khoáng, cậu cô ta giơ tay phải ra với Tống Thư Hàng. Xin chào, tôi là Gia Cát Nguyệt, là Thanh Mai Trúc Mã của Cao Mỗ Mỗ. Xin chào, tôi là bạn cùng phòng của Cao Mỗ Mỗ, Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng giơ tay, dè dặt bắt tay ra cắt nguyệt. Bàn tay vừa nhỏ lại còn chân mịn, đoán chừng khả năng là con gái cao hơn một chút. Nhưng nhìn thấy Cao Mỗ Mỗ bị trà đạp ở bên trong. Nếu như bị một em gái cưỡng bức thì chắc không thê thảm đến mức đó mới đúng chứ. Cho nên trong lòng Tống Thư Hàng lại cảm thấy khả năng ra cắt nguyệt là con trai lại lớn hơn một chút rất vui được biết cậu, thằng cao mỗ mỗ này có chút kiêu ngạo, tính tình lại còn hay ngượng ngùng, xin các cậu chiếu cố nhiều hơn. Gia Cát Nguyệt mỉm cười nói, rất có phong thái của tiểu thư khuê các. Nếu như chỉ nhìn biểu hiện của cô bây giờ thì ai mà ngờ được hơn một phút trước cô còn đang cưỡng bức, dày vò cao mỗ mỗ triệt để chứ. Khách khí rồi, thật ra là tôi được bọn nó chăm sóc nhiều hơn mới đúng. Tống Thư Hàng mỉm cười trả lời. Lại nói, hình như tôi từng nghe tên của bạn học Tống Thư Hàng ở đâu rồi thì phải. Gia Cát Nguyệt mở to hai mắt, suy tư một lúc. Tống Thư Hàng, chắc là không đâu, đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn học Gia Cát Nguyệt. Không đúng, tôi không nhớ lầm đâu, hẳn là tôi đã nghe tên cậu ở đâu rồi đấy. Gia Cát Nguyệt nhíu cậu suy nghĩ. Một hồi sau, Gia Cát Nguyệt đột nhiên búng tay cái chóc, hỏi. Chương 47, đây chỉ là cái USB thôi. Gì cơ? sao cậu lại hỏi thế? Tống Thư Hàng cảm thấy khó hiểu. Bởi vì trưa ngày hôm qua tôi thấy có người đi khắp nơi tìm hiểu thông tin về bạn học Tống Thư Hàng ở khu Đại học Giang Nam. Cậu học lớp nào, bao nhiêu tuổi, ở đâu, còn có những thông tin về người thân cận với cậu đều bị điều tra kỹ càng. Bởi vì cảm thấy chuyện này có điều quái lạ nên tôi mới nhớ kỹ. Đúng rồi, tôi là thành viên của bộ thông tin trong trường. Gia Cát Nguyệt nheo mắt cười nói có người điều tra thông tin về tôi. Tống Thư Hàng ngẩn ra, gần đây hắn không đắc tội với ai hết mà. Dược sư có nói qua là có người theo dõi hắn, có lẽ vì nhìn thấy mình đi cùng với dược sư cho nên mới thuận tiện theo dõi tìm hiểu thông tin của mình. Nhưng dược sư mới vừa tới sáng nay thôi mà. Ngoài ra, đêm hôm qua, vì làm anh hùng cứu mỹ nhân nên có đánh vài tên bất lương một trận. Nhưng đây đã là chuyện tối hôm qua rồi, có liên quan cái khỉ khô gì tới chuyện buổi trưa đâu. Tống Thư Hàng thật sự không nghĩ ra bất kỳ đầu mối nào. Tóm lại, tôi cảm thấy gần đây cậu nên cẩn thận một chút. Nói không chừng có người gai mắt cậu, muốn làm gì thì sao? Nói thế thôi, tôi có việc phải đi trước đây, chúc cậu may mắn. Gia Cát Nguyệt cười hì hì, vỗ vỗ bả vai của Tống Thư Hàng xem như an ủi, sau đó hát vu vơ rời thong thả đi khỏi ký túc xá. Cảm ơn, Tống Thư Hàng nói vói theo nếu như có người muốn làm gì hắn thì hắn cũng không lo gì hết thế nhưng đối phương không chỉ tra thông tin của mình mà còn điều tra thông tin về bạn bè bên cạnh mình nữa điều này khiến cho hắn cảm thấy lo lắng không yên tóm lại gần đây vẫn nên cẩn thận là hơn lát nữa dược sư tiền bối tới thì hỏi thăm xem có cách gì giúp hắn tìm ra kẻ đang lén lút điều tra hắn hay không dường như dược sư tiền bối rất có kinh nghiệm ở phương diện đề phòng theo dõi nghĩ vậy Tống Thư Hàng liền đi vào trong phòng. Cao mỗ mỗ vẫn nằm ngay đơ như con chó chết trên giường, Tống Thư Hàng lo lắng hỏi thăm. Cao mỗ mỗ, mày có sao không? Thư Hàng, tao bị vấy bẩn rồi. Cao mỗ mỗ lẩm bẩm. Cái từ vấy bẩn này mày dùng không đúng lắm, mày cũng có phải hoàng hoa khuê nữ thời cổ đại đâu, đừng có hình dung thấy gớm như vậy. Tống Thư Hàng vỗ cao mỗ mỗ một cái, sau đó nhân cơ hội hỏi dò. Mà này, cái người tên ra cắt nguyệt ban nãy là được dựa à. Mặt mày cao mỗ mỗ lập tức tái mét, sau hồi lâu mới đau đớn lắc đầu. Không phải, vậy là con gái hả, mày chết phước đi cho rồi, bị con gái cưỡng hôn còn làm bộ như bị trà đạp dữ dội lắm như vậy. Mày thế này người ta gọi là khoe mẽ đó. Tống thư hàng đập cao mỗ mỗ một cái thật mạnh. Yên tâm đi, tao kín miệng lắm, tuyệt đối sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho bạn gái của mày biết đâu, mày cứ coi như phúc lợi miễn phí là được chứ gì. Thế nhưng, sắc mặt của cao mỗ mỗ chẳng những không đỡ hơn chút nào, cậu còn lắc đầu với vẻ đau đớn hơn. Mày lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ, Gia Cát Nguyệt cũng không phải con gái? Vậy thì là gì? Không phải là nhân yêu hay song tính đấy chứ? Tống Thư Hàng cảm thấy khó hiểu. Không phải, nói thế nào nhỉ? Chuyện thế này bọn mày không hiểu được đâu. Cao mỗ mỗ nghiêng đầu qua một bên, Bộ dạng như thể chẳng còn gì lưu luyến cõi đời này nữa. Thằng này hết thuốc chữa rồi. Được rồi, mày cứ tiếp tục nằm đó giả chết đi. Tống thư Hàng đập cho Cao Mỗ Mỗ một cái. Sau đó hắn hát ngân nga đi lên sân thượng, ngẩng mặt nhìn chằm chằm lên trời. Không biết phi kiếm truyền thư sẽ như thế nào nữa. Cao Mỗ Mỗ giữ nguyên bộ dạng bán sống bán chết kia hơn 10 phút, đờ đẫn ngồi dậy, rửa mặt. "Thư Hàng, thổ ba nói đêm nay muốn uống rượu." Bảo bọn mình tối nay tới chỗ Dương Đức tụ tập. Sao hả, mày rảnh không? Tống Thư Hàng nghĩ một lúc mới trả lời. Không thành vấn đề, bất quá lát nữa có một người bạn của tao tới lấy chút đồ, có thể tao sẽ tới trễ một chút, khoảng chừng hơn 6 giờ tao sẽ qua đó. Vậy tao đi trước, hôm nay tao phải say một bữa mới được. Cao Mỗ Mỗ nói với vẻ mặt đưa đám. Mượn rượu giải sầu hả? Tống Thư Hàng cười hỏi. Cao Mỗ Mỗ gật đầu đẩy cửa ký túc xá ra tao đi trước đây nhớ tới sớm một chút đó được rồi không thành vấn đề thời gian trôi qua từng phút một tống thư hàng cảm giác bây giờ mình giống hệt như hòn vọng phu ánh mắt nhìn đắm đuối về phía bầu trời trong lòng tràn ngập chờ mong chừng hai mươi phút sau bốn giờ lẻ bảy phút chiều dược sư rốt cuộc gọi điện thoại tới bạn nhỏ thư hàng phi kiếm truyền thư của thông huyền đại sư sắp tới rồi bây giờ ta đi qua chỗ ngươi bên chỗ người có ai không? Không thành vấn đề, bạn cùng phòng ở ký túc xác định tối nay ra ngoài uống rượu, bây giờ trong ký túc xá chỉ có mỗi mình tôi thôi. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Chờ ta, ta tới ngay đây. Dược sư nói xong thì cúp điện thoại cái rụp. Hai phút sau, dược sư đến bên cạnh Tống Thư Hàng. Tới rồi. Hắn cười ha hả. Chúng ta phải làm gì đây? Tống Thư Hàng hỏi hay là chúng ta chỉ cần ngồi đây đợi là được rồi. Nhìn ta làm đây, dược sư lại đi tới chỗ ban công lần nữa, sau đó lại giơ tay chỉa thẳng lên trời, hai ngón tay biến thành màu đỏ rực, lập lè phát sáng. Hai mắt của Tống Thư Hàng dán chặt lên bầu trời, chỉ thấy ở phía trời xa có quang mang lóe lên, nhanh chóng bay về phía dược sư. Đạo quang mang kia ngày càng tới gần, tốc độ cực kỳ nhanh, có thể ẩn ẩn nhìn thấy nó là một vật thể có hình dạng như thanh kiếm, phi kiếm truyền thư trắng trợn thế này, không cần làm chút phép che mắt gì đó để che giấu à. Trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên cũng hiểu ra, mấy năm gần đây mọi người thường xuyên nhìn thấy UFO, rồi thì vật thể bay không xác định trong không chung, không phải là phi kiếm truyền thư hay ngựa kiếm phi hành gì đó của các tu sĩ đấy chứ. Các tu sĩ làm như thế rất nguy hiểm, khoa học kỹ thuật ngày nay càng lúc càng phát triển, súng phòng không các loại, quốc gia nào cũng có cả đống lỡ như bị súng phòng không bắn rơi thì phải làm sao bây giờ? Trong lúc Tống Thư Hàng hồn vía lên mây thì phi kiếm kia đã đáp xuống chỗ dược sư. Đây là một thanh tiểu kiếm làm bằng sắt đen vô cùng sắc bén, lẳng lặng lơ lửng trên đầu ngón tay đỏ bừng của dược sư, lơ lửng không nhờ vào bất kỳ lực lượng nào, điều này đã hoàn toàn trái với quy tắc vật lý của thế giới này. Tống Thư Hàng tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh, bắt đầu từ cái ngày mà thế giới quan của hắn vỡ nát tan thành kia, những kiến thức vật lý hắn học được suốt 18 năm nay đã sớm bị quăng đi hơn phân nửa. Nếu không phải vì những quy tắc vật lý vẫn khá thông dụng ở trong thế giới người phàm thì hắn đã sớm quăng một nửa còn lại cho chó ăn rồi. "Ê, bí tịch." Tống thư hàng đột nhiên hỏi, theo như hắn nghĩ thì trên phi kiếm đáng lẽ nên cột thêm một gói đồ to thật to, bên trong để một sách buộc chỉ thật dày hoặc quyển trục bằng da thú gì đó mới đúng. Nhưng trên thanh tiểu kiếm bằng hắc thiết này không có bất kỳ thứ gì cả, chỉ trống không mà thôi. Chẳng lẽ trong quá trình bay đến đây bị rớt mất rồi?" Tống Thư Hàng cảm thấy nghi hoặc. Bí tịch ở đây này. Dược Sư vươn tay ra, thanh kiếm kia liền rơi thẳng vào tay hắn. Sau đó, hắn lấy một vật xuống từ chỗ chuôi kiếm, có phần giống như ngọc ban chỉ, lớn bằng ngón cái. Vật gì thế này? Nhìn thấy thứ này, trong đầu Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới tên của một thứ, vậy nên hắn bật thốt. Ngọc giản truyền công. Cũng có tên gọi là ngọc giản truyền thừa ngọc giản truyền pháp gì đó nữa. Đây là một trong những vật nhất định phải có của mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết tu chân, chỉ cần đặt nó lên đầu thì công pháp hay tâm pháp gì đó sẽ lập tức truyền vào trong đầu ngay. Cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhớ toàn bộ công pháp. Người nghĩ nhiều rồi. Sược sư nhún vai. Mấy thứ như ngọc giản truyền công đó vô cùng quý giá, bản thân nó đã là bảo vật vô giá rồi. Chỉ có thể dùng để ghi lại những công pháp tuyệt thế không thể nào ghi chép lại bằng văn tự mà thôi mấy loại công pháp tạo nền tảng bình thường thế này làm gì có cửa dùng ngọc giản truyền công để ghi chép lại. Chỉ có những loại công pháp tuyệt thế ẩn chứa quy luật đất trời, đạo lý lớn, không cách nào dùng văn tự ghi chép lại, dù có cố gắng dùng văn tự ghi lại thì cũng sẽ bị đại đạo trong thiên địa xóa đi thì mới phải dùng tới bảo vật quý giá như ngọc giản truyền công để ghi lại. Vậy đây là cái gì? Đây chỉ là một cái USB bình thường thôi. Nói thật nhé, khoa học kỹ thuật của nhân loại ngày nay càng lúc càng tiến bộ, phát minh ra rất nhiều thứ cũng thuận tiện cho tu sĩ chúng ta dùng. Chỉ một cái USB nho nhỏ mà có thể chứa được toàn bộ nội dung của một cái tàng kinh khác, còn có thể chứa được hình ảnh, thật là vô cùng tiện lợi. Dược sư lại bình tĩnh đập tan ảo tưởng của Tống Thư Hàng lần nữa. chương 48, Pháp bất khinh truyền. USB. Cảm giác của Tống Thư Hàng lúc này chắc cũng không giác gì so với mấy người trong nhóm khi biết hắn dùng bếp điện với nồi lẩu để luyện đan dược sư gỡ usb ra lại ném thanh tiểu kiếm màu đen kia lại cho tống thư hàng tới cầm lấy phi kiếm trước đi ngày mai ta sẽ đưa địa chỉ của thông huyền đại sư cho ngươi khi nào ngươi rảnh thì gửi chuyển phát nhanh phi kiếm này lại cho hắn tống thư hàng gửi chuyển phát nhanh đương nhiên rồi không lẽ còn muốn ta tự mình gửi về hay sao dược sư hỏi ngược lại tống thư hàng kêu to không phải ý của tôi là chẳng lẽ không phải phi kiếm sẽ bay cái vèo về lại chỗ chủ của nó sao ha ha sao mà làm thế được không bay về được đâu khi phi kiếm bay tới đây thì cần có năng lượng khi nó bay tới đây truyền thư thì thông huyền đại sư tự nhiên có thể cung cấp năng lượng cho phi kiếm nhưng nếu muốn bay về thì khó lắm thông huyền đại sư ở cách chúng ta hơn ngàn vạn dặm đường hắn cũng không có bản lĩnh xuyên không truyền công xa cỡ đấy hơn nữa phi kiếm này là phi kiếm đặc biệt của riêng thông huyền đại sư người ngoài không thể nào dùng được cho nên ta cũng không thể nào quán chú năng lượng vào cho nó được sược sư giải thích vì cái gì bây giờ lại tuân thủ định luật năng lượng tự nhiên thế này cái cục nghẹn này mắc ở ngay cổ tống thư hàng không phun ra hết thì lại khó chịu còn nữa thanh phi kiếm màu đen này là kiếm bén đã khai phong đúng không mấy thứ vũ khí sắc bén này không thể gửi chuyển phát nhanh được mà hơn nữa dù có gửi được đi nữa thì lỡ như thứ quý giá cỡ này bị mất thì không phải sẽ rất phiền phức à. Sược sư cười với vẻ đắc ý. Cứ yên tâm đi, ta đã gửi phi kiếm mấy chục lần rồi, tuyệt đối không thành vấn đề. Bên trên phi kiếm của thông huyền đại sư có kèm theo trận pháp che giấu, ngoại trừ những người có được sự đồng ý của đại sư ra thì không ai nhìn thấy được nó cả. Cho nên bây giờ chỉ có bản thân của thông huyền đại sư, cùng với người đã được đại sư cho phép là ta và ngươi là có thể nhìn thấy và cảm ứng được phi kiếm này mà thôi. Ở trong mắt của người khác thì phi kiếm này giống như tàng hình, không hề tồn tại. Hơn nữa trọng lượng của phi kiếm cũng nhẹ lắm, người cứ kiếm đại một ký hộp lớn là giấu được ngay. Hơn nữa, gửi đồ đi là cũng không sao cả, bên trên phi kiếm có lạc ấn của chủ nhân nó, nếu như thật sự bị lạc mất thì cũng có thể tìm về bất kỳ lúc nào. Tóm lại là người cứ yên tâm đi. Dù ngài có nói vậy đi nữa, nhưng ta vẫn cảm thấy gửi phi kiếm về bằng đường chuyển phát nhanh nó cứ thế nào ấy. Tống Thư Hàng cầm phi kiếm trong tay, trong lòng cứ bồn chồn. Đừng để ý nhiều như thế. Được rồi, đã giải phong ấn trên USB rồi. Cầm lấy kim cương căn bản quyền pháp với chân ngã minh tưởng kinh đi này. Dược sư ném cái USB kia cho Thư Hàng. Vì để đề phòng bất chắc, thông huyền đại sư đã để lại phong ấn trên USB, nhất định phải nắm giữ phương pháp chính xác thì mới có thể mở được phong ấn nếu như muốn cưỡng chế mở thì sẽ khiến cho USB bị hủy cùng phong ấn luôn. Sau khi thư hàng nhận lấy thì nhìn thấy đầu cắm USB, quả nhiên nó thật sự là USB. Khụ, trước khi học công pháp thì ta phải nhắc nhở ngươi trước đã. Khác với mấy vật ngoài thân như đan dược, pháp bảo, công pháp không thể dễ dàng truyền thụ. Dược sư nhắc nhở, bởi vì Tống Thư Hàng là con gà mờ trăm trăm về tu sĩ, cho nên có vài điều cấm kỵ dược sư phải giải thích cho hắn biết trước. Những công pháp được truyền thụ từ chỗ người khác hoặc tông môn nào đó, trước khi nhận được sự đồng ý thì tuyệt đối không thể tự tiện truyền thụ cho người khác nữa. Điều này chính là cấm kỵ trong giới tu sĩ. Ví như nếu người muốn truyền thụ hai bộ công pháp này cho người khác thì phải có được sự đồng ý của chủ nhân của nó là Thông Huyền đại sư, cũng phải trả một cái giá nhất định cho hắn mới được. Còn người mà ngươi đã truyền thụ công pháp cũng phải tuân thủ quy định cấm kỵ này, tuyệt đối không thể tự ý truyền thụ công pháp ra ngoài. Cũng giống như ta khi muốn truyền thụ bộ công pháp này cho ngươi thì cũng phải có được sự chấp thuận của thông huyền đại sư vậy. Nếu như lén lút truyền thụ công pháp bị người khác phát hiện thì dù là nhóm cửu châu số 1 hay là toàn bộ giới tu sĩ cũng sẽ không có bất kỳ ai muốn truyền thụ công pháp của mình cho ngươi nữa. Sược sư cố ý căn dặn, công pháp chính là nền tảng của một môn phái và tu sĩ. Không ai muốn công pháp của môn phái hay bản thân mình bị truyền đi khắp nơi cả, cho nên việc lén lút truyền thụ công pháp là điều cấm kỵ tuyệt đối. Đương nhiên, công pháp do bản thân mình tự sáng chế thì ngươi thích truyền kiểu gì cũng được, đấy là quyền tự do của ngươi." Tống thư hàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, công pháp do người khác vất vả sáng tạo nên hoặc tìm thấy được đều là tài sản cá nhân của họ, chịu truyền thụ cho ngươi đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Nếu như ngươi lại tùy tiện truyền thụ công pháp của người ta cho kẻ khác thì còn ra thể thống gì?" Cầm lấy USB, trong lòng Tống thư hàng thoáng chút đã trở nên kích động. Sau đó, hắn mới rẻ giặt cắm cái USB kia vào máy tính. Dược sư đứng sau lưng hắn im lặng nhìn xem, lúc này mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Dù tâm trạng đang rất kích động nhưng Tống Thư Hàng vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Tính cách cẩn thận thế này sẽ giúp ích rất nhiều trên con đường tu sĩ của hắn về sau. Tống Thư Hàng mở USB ra, bên trong có hai tập tin. Kim cương căn bản quyền pháp. Chân ngã minh tưởng kinh. Lại mở cái kim cương căn bản quyền pháp kia ra, có thể nhìn thấy bên trong có tổng cộng 18 bức ảnh, mỗi bức đều là ảnh chụp một phần họa quyển. Ngón tay hắn nhấn chuột, mở bức ảnh đầu tiên ra. Tuy rằng cái tên kim cương căn bản quyền pháp này có hơi bình thường, bất quá chẳng sao hết, chỉ cần nó lợi hại là đủ rồi. Lại nói, bình thường võ công đều giống như dáng Long Thập Bát Trưởng vậy, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều có một cái tên nghe rất kêu như kiểu kiến long tại điền này, rồi thần long bái vĩ chẳng hạn. Hắn lại càng kích động hơn sau đó hắn nhìn thấy tên của chiêu thức. Quyền pháp căn bản một, dùng chữ phồn thể để viết. Tèo rồi, chẳng kèm theo nổi một cái tên phụ như kiểu kim cương hàng ma khỉ gió gì hết, chỉ có một dòng quyền pháp căn bản một vô cùng đơn giản mà thôi. Tống Thư Hàng lại mở bức ảnh thứ hai lên, quyền pháp căn bản hai. Vẫn chưa chịu chấp nhận số phận, hắn mở thêm bức ảnh thứ ba, quyền pháp căn bản ba. Được rồi, Tống Thư Hàng biết rõ không cần xem tiếp phần sau nữa rồi tiếp theo chính là quyền pháp căn bản 4 đến quyền pháp căn bản 18. Dược sư thấy Tống Thư Hàng nhanh chóng bấm qua mấy bức hình thì tò mò hỏi. Người đang làm gì đấy? Đang xem tên chiêu thức. Tống Thư Hàng đáp. Chỉ là không ngờ tên chiêu thức lại đơn giản như thế. Thực dụng là đủ rồi, mấy tên chiêu thức có thể làm dấu hiệu nhận biết của người khác, còn phân chia chiêu thức thì đánh số là được rồi. Dược sư bình tĩnh trả lời. Cũng đúng, thực dụng là được rồi. Tống thư hàng gật đầu, nhưng cớ sao trong lòng cứ vẫn cảm thấy mất mát là sao thế này. Tưởng tượng đến cảnh sau này mình hẹn người khác quyết đấu trên đỉnh tử cấm thành xem. Đối thủ kêu lên một tiếng rồi bay vọt lên trời, trường kiếm bay ra khỏi vỏ, tư thế vô cùng yêu nhã. Thiên ngoại phi tiên. Sau đó, mình hư lạnh một tiếng, phóng khoáng tiếp chiêu, đấm ra một quyền. Quyền pháp căn bản 3. Chỉ riêng phần khí thế thôi thì đã thua sang người ta rồi. Thôi đừng lấn cấn chuyện tên chiêu thức nữa. Thứ đó cũng chẳng để làm gì. Nếu như người thật sự để tâm như thế thì sau này tự mình đổi tên là được. Dược sư không thèm để ý. Ta giải thích cho ngươi biết về mấy cảnh giới của tu sĩ, cùng với ý nghĩa của tạo nền tảng trước đã. Tống thư hàng vội vàng ngồi ngay ngắn lại, tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe. Một đường tu chân, ba ngàn đại đọa, vô số pháp môn, các môn các phái đều có những phương pháp tu luyện riêng của mình. Bất quá mặc kệ là đạo tu, Phật tu, quỷ tu hay ma tu, thì bước đầu tiên khi trở thành tu sĩ đều giống như nhau, thối thể cường thân, ngưng tụ năng lực khí huyết trong cơ thể. Bước này chính là tạo nền tảng. Bước đầu tiên của tạo nền tảng chính là bên ngoài tu luyện các loại quyền pháp, thối pháp, kiếm pháp căn bản để thối thể cường thân, khiến khí huyết trong cơ thể ở vào trạng thái sung mãn tràn trề. Sau đó bên trong lại tu luyện minh tưởng pháp môn, thu thập những khí huyết tràn trề kia, tích trữ ở trong tâm khiếu. Bình thường mà nói thì không dùng đan dược, khắc khổ tu luyện cần đến trăm ngày, tâm khiếu bị khí huyết nhét đầy, nước chảy thành sông, giải khai khiếu huyệt. Tâm khiếu mà mở thì những khí huyết tích lũy được trước đó sẽ hóa thành một dòng lực huyết khí, chính là tạo nền tảng, cũng gọi là khai khiếu. chương 49, Thủ Pháp Diệu không thể tả. Sau này khắc khổ tu luyện, dùng năng lượng khí huyết đã ngưng tụ ra được kia khai tứ khiếu là mắt, tai, mũi, miệng, đợi khai đủ tứ khiếu, liên kết cùng tâm khiếu rồi thì sẽ như cá chép hóa rồng. Một khi vượt qua được đạo Long môn này thì năng lượng khí huyết toàn thân sẽ có thể từ vô hình hóa hữu hình, hóa hư thành thực. Đó chính là cảnh giới chân sư nhị phẩm. Năng lượng khí huyết cũng sẽ biến thành chân khí. Trước tiên cứ nói bấy nhiêu cho ngươi hiểu trước đi đã. Những thứ còn lại thì đợi khi nào cảnh giới của ngươi tới rồi thì sẽ có rất nhiều người ở trong nhóm cửu châu số một giải thích cho ngươi hiểu. Ta cũng không cần tốn nước bọt làm gì xem qua quyển kim cương căn bản quyền pháp mà ta tìm cho ngươi trước đi, tổng cộng có 18 chiêu, ngươi xem rồi nhớ kỹ từng bước từng bước một đi nhé. Sược sư nói, Tống Thư Hàng nghe thấy thế thì lại mở bức ảnh đầu tiên của kim cương căn bản quyền pháp ra. Xem toàn màn hình, Sược sư nhắc nhở, Tống Thư Hàng gật đầu, khẽ ấn ngón tay, mở bức ảnh kia lên toàn màn hình. Chiêu thứ nhất có ba thức, văn hay tranh đẹp, bên trái là ba bức vẽ hình người múa quyền, Bên phải là một loạt chữ phồn thể viết dọc. Bởi vì đã quen với kiểu đọc ngang rồi, cho nên hắn đọc mấy dòng chữ kia khá vất vả. Hơn nữa mấy chữ viết trên này theo dạng Hán văn cổ, chữ nào hắn cũng biết, nhưng ghép lại thành câu thì nội dung trở nên tối nghĩa, vừa khó hiểu lại vừa lạ lẫm. Mà điều hắn cần phải làm bây giờ chính là cố gắng ghi tạc mỗi một chữ vào đầu, không được để sót chữ nào. Kiểu Hán văn cổ đại thế này có lúc chỉ thiếu một chữ thôi thì ý nghĩa đã hoàn toàn khác hẳn rồi lỡ như vì nhớ sót một chữ mà khiến mình luyện công luyện tới tẩu hỏa nhập ma thì oan lắm. Lúc này, phong hồn băng châu mà tống thư hàng đeo trên cổ kia lại phát huy tác dụng, luồng khí mát lạnh truyền tới khiến cho hắn cảm giác đầu óc rõ ràng hơn. Nhờ vào tuôn hách này, khả năng ghi nhớ của hắn lại tăng cao, dễ dàng nhớ kỹ. Dược sư đứng sau khẽ nhếch môi mỉm cười, gật đầu với vẻ thỏa mãn. Sau khi Tống Thư Hàng nhớ nằm lòng mấy nội dung trên bức thứ nhất xong thì vẫn chưa yên lòng cẩn thận đối chiếu lại những gì mình nhớ được cùng với nội dung ghi trên bức ảnh thứ nhất. Chỉ là không rõ tại sao, trong quá trình đối chiếu kiểm tra, hắn cảm giác hai mắt hoa lên. Dần dần, toàn bộ cảnh tượng trước mắt giống biến thành từng dãy cốt, chỉ toàn hột là hột. Chuyện gì thế này, mình bị hoa mắt sao? Tống Thư Hàng lắc đầu thật mạnh, muốn để cho bản thân mình tỉnh táo một chút. Sau khi lắc đầu một cái, hắn cảm giác hai mắt sáng lên sau đó hắn nhìn thấy một thảo nguyên mênh mông bát ngát chuyện gì thế này tống thư hàng bị dọa nhảy dựng lên mắt mình có vấn đề gì rồi à sao lại xuất hiện ảo giác thế này đang lúc hắn tự hỏi đủ kiểu thì trên thảo nguyên trống trải có một đạo thân ảnh nhảy lên đó là một người đàn ông có gương mặt mơ hồ cơ bắp trên người vô cùng săn chắc nhìn qua rất dẻo dai là loại hình mạnh mẽ nam tính mà vô số tên trạch nam mơ ước Thư Hàng lập tức đề cao cảnh giác để phòng ngừa bất chắc. Chỉ là người đàn ông nó căn bản không thèm để ý tới Tống Thư Hàng, hắn không màng chung quanh, chỉ đứng trên thảo nguyên diễn luyện một chiêu quyền pháp. Chiêu quyền pháp kia tổng cộng có ba thức. Người đàn ông kia đánh ra liên tục không ngừng, phối hợp với bộ pháp, không ngừng di chuyển xê dịch trên thảo nguyên. Chỉ vẹn vẹn một chiêu ba thức thôi, nhưng do người đàn ông có gương mặt mơ hồ kia thi triển ra thì lại biến ảo khôn cùng mỗi cái giơ tay nhấc chân giống như dùng nắm đấm để diễn dịch ý nghĩa ẩn chứa trong đạo lý đất trời. Kim cương căn bản quyền pháp 1 Tống Thư Hàng đã nhìn ra quyền pháp này là gì? Đợi đã, tại sao mình lại ở trên thảo nguyên? Còn người đàn ông có gương mặt mơ hồ này từ đâu ra đây? Chuyện này là sao chứ? Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại đã. Đây là pháp thuật của dược sư tiền bối sao? Dùng cách này để chỉ điểm quyền pháp cho mình hay là điểm thần bí ẩn chứa bên trong đồ án của kim cương căn bản quyền pháp hay là bản thân mình vô tình động phải cái gì rồi nhưng mặc kệ thế nào đi nữa trước mắt cũng là một cơ hội người đàn ông kia rõ ràng chính là một vị tông sư quyền pháp dù cho bản thân mình rốt đặc cán mai đối với quyền pháp đi nữa cũng có thể cảm giác được quyền pháp của người đó vô cùng lợi hại bây giờ đối phương đang ở ngay trước mặt mình không hề có góc chết liên tục diễn luyện quyền pháp căn bản một trong kim cương căn bản quyền pháp không ngừng nghỉ. Phải tận dụng thời cơ, lỡ như để mất thì không biết phải chờ tới khi nào mới có lại được. Tống thư hàng mở to hai mắt, cố gắng nhớ kỹ quyền pháp do người đàn ông kia thi triển. Người nọ liên tục di chuyển, thế quyền uốn lượn, trong công có thẳng, trong công có thủ, trong thủ có công. Khi thì lao đến vun vút, nắm đấm như đạn pháo, lực mạnh tư thế tầm ổn, có khí thế phá phủ trầm châu. Một Kết lần này tới lần khác, lặp lại liên tục rất nhiều lần, đủ mọi góc độ, đủ loại biến hóa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đến sau cùng, Tống Thư Hàng đã không thể nhớ rõ đây là lần thứ mấy thân ảnh kia thi triển quyền pháp nữa rồi. Trong sự lặp lại dai dẳng gần như bất tận này, Tống Thư Hàng đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc với một chiêu ba thức của quyền pháp căn bản một này. Bây giờ, chỉ cần chờ hắn đi ra khỏi nơi kỳ quái này, sau đó luyện thêm mấy ngày thì chắc là có thể nắm giữ được sơ lược một chiêu ba thức này rồi. Đúng lúc nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng cảm giác hai mắt của mình lại hoa lên cái nữa. Sau đó, trước mắt sáng ngời, màn hình máy tính quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, còn có dược sư tèn bối đang cười đắc ý ở bên cạnh. Hắn nhìn vào đồng hồ ở góc máy tính, cư nhiên chỉ mới qua không tới một phút đồng hồ. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại sau lưng, chợt nhìn thấy nụ cười đắc ý của dược sư, xem ra, tất cả mọi việc đã xảy ra đều nằm trong dự tính của vị tiền bối này. Cho nên thư hàng liền hỏi thử. Dược sư tiền bối, vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Là một loại thuật thôi miên đơn giản cấp thấp nhất, cũng chỉ có những tu sĩ còn chưa nhập môn như người mới có thể chúng. Dược sư cười ha hả. Là do tiền bối người thi triển sao? Tống thư hàng hỏi tiếp. Không phải, ta chủ yếu chỉ luyện đan thôi, không có nghiên cứu nhiều về thuật thôi miên. Dược sư khoát tay cười, lại giải thích thêm. Là năng lực kèm theo của riêng hỏa quyền kim cương căn bản quyền pháp mà ngươi đang xem. Năng lực kèm theo của kim cương căn bản quyền pháp, nhưng không phải nó chỉ là ảnh chụp lưu trong USB thôi à. Vậy mà cũng có thể mang theo thuật thôi miên như cũ sao. Tống Thư Hàng có chút kinh hãi. Nếu như kỹ thuật thôi miên của tu sĩ đều trâu bò như thế thì việc chinh phục thế giới cũng không phải giấc mơ hão huyền rồi. Không lợi hại được như người nghĩ đâu, đây chỉ là một loại thủ đoạn nho nhỏ của những tu sĩ ở thời cổ mà thôi. Người đã nhìn vào trên hình vẽ trên kim cương căn bản quyền pháp kia, hình vẽ ba người ra chiêu ở góc trái cùng với chữ viết ở bên phải đã được sắp xếp một cách cẩn thận. Mỗi một chữ, mỗi một bút, mỗi một bức họa đều trải qua sự tính toán kỹ càng, sắp xếp lại cùng với nhau sẽ tạo thành một bức họa thôi miên đơn giản. Sau đó còn cần người thả lỏng tâm thần, tập trung một lòng một dạ muốn ghi tạc nội dung vào đầu sau đó lại so sánh những gì mình nhớ được cùng với những gì ghi lại trên bức họa, sau một lúc thì sẽ bị thôi miên. Như vậy sẽ nhìn thấy được ảo giác mà người sáng tạo ra kim cương căn bản quyền pháp đã sắp đặt sẵn trước đó. Sược sư giải thích, ngoài miệng thì hắn nói là thủ đoạn nho nhỏ, nhưng nụ cười trên mặt lại đắc ý muốn chết. Thật lợi hại, Tống Thư Hàng cảm thán. Vừa rồi hắn đã hoàn toàn rơi vào kỳ cảnh, tận mắt quan sát một vị tông sư quyền pháp đang diễn luyện quyền pháp này. Nếu như hắn có thể nắm giữ được loại thủ pháp thôi miên này, sau đó hắn lại dùng thủ pháp này để viết lại một bộ tiểu thuyết, chẳng phải có thể khiến cho tất cả độc giả đều rơi vào trong kỳ cảnh kia để thể nghiệm thế giới tiểu thuyết rồi sao? Tới lúc đó được đăng lên mạng xong chẳng phải sẽ một bước lên trời à? Được rồi, thật ra đây chỉ là suy nghĩ thứ hai của hắn, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là nếu như dùng loại thủ pháp này, áp dụng lên mấy bộ hàng cấm 18 cộng thì có thể khiến cho người ta rơi vào trong kỳ cảnh đó hay không? chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng dân người. Tới lúc đó làm thử mấy bộ như ngọc bồ đoàn 3D gì đó thì sẽ nổi tiếng sắp thế giới luôn ấy chứ. Suy nghĩ này, hắn chỉ có thể để dành mà tự sướng ở trong đầu thôi. Nếu dám nói ra thì nhất định sẽ bị dược sư tiền bối đứng bên cảnh phang cho một trường. Cách dùng 17 thức kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh còn lại cũng giống như vậy đấy. Ta cho người thời gian 2 giờ đồng hồ, người xem qua hết một lượt. Hôm nay tâm trạng của ta tốt lắm, đợi xem xong thì ngươi diễn luyện một lần cho ta xem, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi xem có sai lầm nào hay không. Sược sư cười ha hả. chương 50, cách đánh quyền pháp trúc cơ chính xác. Tống Thư Hàng nghiêm túc gật đầu, sau đó lại mở bức ảnh thứ hai của Kim Cương căn bản quyền pháp lên, trước tiên nhớ kỹ nội dung của nó vào đầu. Sau đó lại tiếp tục quan sát, rồi lại dễ dàng đắm mình vào trong thế giới của Kim Cương căn bản quyền pháp. Cũng là một thảo nguyên xanh ngát bao la, cũng là một người đàn ông vạm vỡ, cũng liên tục thi triển kim cương căn bản quyền pháp không ngừng, điểm khác nhau duy nhất chính là quyền pháp do người nọ thi triển lại thay đổi một chiêu khác. Tống Thư Hàng xem mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đứng dậy thi triển chiêu thức quyền cước này. Không gian do thuật thôi miên tạo thành khá đặc biệt, nhìn thì tưởng như lâu lắm, nhưng thực ra mỗi lần chỉ chừng một vài phút mà thôi. Sược sư cho Tống Thư Hàng thời hạn 2 giờ. Tống Thư Hàng chỉ tốn hơn một giờ đã xem qua hết 17 thức còn lại của kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh kia, cũng đã nhớ kỹ nó ở trong đầu. Hắn ngồi trên ghế, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Trong một giờ đồng hồ này khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi hơn khi ngồi dòng dã suốt 4 giờ luyện thối thể dịch, đầu óc căng cứng. Sược sư hỏi dò, xem xong chưa? Xem xong cả rồi, bây giờ chúng ta tìm một chỗ thử à? Tống Thư Hàng mở to hai mắt, hưng phấn hỏi. Mặc dù tinh thần có phần uể oải, nhưng chỉ cần nhớ lại kim cương căn bản quyền pháp trong đầu thì hắn đã hận không thể lập tức thử một lần. Đi xuống bãi cỏ bên dưới đi, chỗ đó trống trải, cua tay múa chân cũng tiện. Dược sư chỉ vào bãi cỏ ở cách ký túc xá nam sinh không xa kia. Luyện tập quyền pháp ở nơi công cộng thế này à? Liệu có bị người ta học trộm không? Tống thư hàng nghi hoặc hỏi lại, bởi vì trước đó dược sư có nói là cấm tiệt chuyện lén lút truyền thụ công pháp lỡ như bị người ta học lỏm thì sẽ xem như hắn đã truyền thụ ra ngoài, vậy chẳng phải hắn sẽ oan uổng lắm à. Điều quan trọng hơn chính là luyện quyền ở nơi công cộng người người qua lại như thế ngại lắm. Dù cho thứ hắn luyện là võ học của tu sĩ tạo nền tảng chính hiệu đi nữa, nhưng vấn đề là học sinh ở Đại học Giang Nam không hề biết. Theo như bọn họ thấy thì nhất định là do Tống Thư Hàng đã xem phim trưởng nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma, chạy ra nơi công cộng luyện võ công. Ha ha, nếu như người ta chỉ nhìn qua là có thể học lỏm được quyền pháp dùng để tạo nền tảng thì còn cần khẩu quyết công pháp để làm gì? Người cho rằng một đám chữ chi chít ở bên cạnh công pháp kia chỉ dùng để thôi miên người thôi sao? Đó mới thực sự là bí mật không thể truyền đó. Sược sư cười nói, ta thấy hay là mình đi tìm chỗ nào kín đáo một chút thì hơn. Trên sân thượng ký túc xá của bọn ta để chống, bình thường không có ai lên đó hết. Tống thư hàng cảm thấy cứ tranh thủ đổi chỗ thì hơn tên nhóc nhà ngươi, lắm yêu cầu thế. Dược sư cũng khá thoải mái. Vậy cũng được, lên sân thượng của các ngươi đi vậy. Tống Thư Hàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tránh được một kiếp rồi, không cần phải làm mấy trò mất mặt ở giữa bàn dân thiên hạ. Sân thượng là nơi rất tốt, tán gái, chơi gay, ngắm sao băng các kiểu, đã tác thành cho vô số đôi tình nhân của Đại học Giang Nam. Đáng tiếc là khi đó nhiều người thích leo lên sân thượng quá, trong đó có rất nhiều người thích bắt chước diễn viên trong phim titanic đứng bên ngoài lan can giang hai tay đón gió hưởng thụ cảm giác gió nhẹ mơn trớn thịt ra không biết có phải là hóng gió sướng quá hay không sau đó thường xuyên có người sơ sẩy trượt chân té xuống cho nên vì lý do an toàn sân thượng của ký túc xá nam sinh bị khóa lại đương nhiên cái khóa này không làm khó được tống thư hàng hắn ung dung móc ra một chiếc chìa khóa dự bị mà mở ổ khóa kia ra cái rụp bởi vì cái ổ khóa này là do giáo viên quản lý ký túc xá sai thổ ba bạn cùng phòng của Tống Thư Hàng đi mua giúp hồi khai giảng. Với tính tình của thổ ba thì lý nào lại không tiện tay làm thêm vài chia dự bị. Sau đó còn tiện tay chia cho mỗi thằng trong phòng một chia. Bước lên sân thượng, Tống Thư Hàng và Dược Sư tùy ý chọn vị trí bên trái. Dược Sư bắt đầu giảng giải cho Tống Thư Hàng. Kim cương căn bản quyền pháp tổng cộng có 18 chiêu, bình thường thì ngươi chỉ cần đánh chọn một bộ quyền pháp từ đầu chí cuối xong thì khí huyết trong cơ thể sẽ tràn đầy. Sau đó, ngươi có thể ngồi thiền minh tưởng, vận dụng chân ngã minh tưởng kinh để luyện hóa khí huyết, kéo nó vào trong tâm khiếu. Tống thư hàng gật đầu, nhắm mắt nhớ lại lại 18 chiêu kim cương căn bản quyền pháp từ đầu chí cuối một lần. Sau đó, hắn triển khai thủ thế mở đầu của kim cương căn bản quyền pháp. Không thể không nói, Phương thức dạy dỗ nhồi nhét của không gian kia thật sự rất có hiệu quả. Lúc này, chỉ cần Tống Thư Hàng dùng chiêu thức mở đầu của Kim Cương căn bản quyền pháp xong thì lập tức cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, giống như mình đã luyện tập bộ quyền pháp này vô số lần rồi, thân thể chuyển động tự nhiên, thi triển ra ba thức của chiêu đầu tiên như mây trôi nước chảy. Rất dễ dàng, không có gì khó cả. Sau khi được thối thể dịch tôi luyện xong thì sức dẻo dai của cơ thể Tống Thư Hàng có thể so với cả chuyên gia yoga rồi dù có ngửa đầu ngược ra sau rồi chui lại qua đúng quần cũng không thành vấn đề. Động tác của kim cương căn bản quyền pháp căn bản không làm khó được hắn. Một hơi thi triển hết từ quyền pháp căn bản 1 cho tới quyền pháp căn bản 18, vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác giống như đang tập thể dục theo đài vậy. Bất quá điều kỳ lạ nhất chính là đã đánh xong một bộ quyền pháp rồi, nhưng hắn căn bản không cảm giác được thứ gọi là khí huyết luôn chứ đừng nói là khí huyết tràn đầy. Chuyện gì thế này? Tống Thư Hàng cảm thấy nghi hoặc nhìn về phía dược sư. Dược sư thấy Tống Thư Hàng nhìn mình chầm chầm thì hỏi ngay. Gì thế? Dược sư tiền bối, ta đánh xong một bộ quyền pháp, nhưng không cảm giác được tí tẹo khí huyết gì cả. Tống Thư Hàng buồn bực nói. Người đánh xong một bộ quyền pháp rồi, khi nào đấy, sao ta không thấy? Dược sư mở to hai mắt. Tiền bối, khi nãy ngài vừa thất thần à? Tống Thư Hàng nói không phải ta vừa mới đánh từ quyền pháp căn bản 1 tới quyền pháp căn bản 18 đấy sao? Dược sư, vừa rồi không phải ngươi đang làm quen với kim cương căn bản quyền pháp à? Kiểu như múa may cho quen tay quen chân trước khi thi triển quyền pháp ấy. Không phải, vừa rồi ta đang nghiêm túc thi triển kim cương căn bản quyền pháp mà. Tống Thư Hàng nói với vẻ nghiêm túc. Dược sư tiền bối sẽ không phải là kiểu phúc hắc ngầm đấy chứ. Mặt dược sư co giật, sau đó phụt một tiếng cười ha hả. Ha. Bạn nhỏ thư hàng hà, tạo nền tảng luyện thể pháp của tu sĩ cũng không chỉ đơn giản là múa may sao cho đẹp thôi đâu. Cho nên khi nãy ta mới nói với ngươi, dù động tác có bị người ta học lỏng đi cũng không sao cả, thứ quan trọng nhất chính là khẩu quyết đấy chứ. Cười đủ rồi, dược sư lại giải thích. Làm lại lần nữa đi, đừng chỉ đánh sao cho đẹp mắt, trong miệng phải đọc nhầm khẩu quyết nữa, phối hợp với khẩu quyết điều chỉnh hô hấp. Lúc ra quyền phải dùng toàn bộ sức lực nữa, đừng có ó ngả ó nghẹo như thế, đánh lại một lần nữa đi. Hóa ra là do khi nãy mình đánh không đúng à, chẳng trách mình cứ cảm thấy sao mà bộ kim cương căn bản quyền pháp này giống hệ tập thể dục theo đài như thế. Còn có, chẳng lẽ dược sư tiền bối thật sự là phúc hắc à? Đứng nhìn mình luyện quyền như con khỉ múa may như thế mà cũng không nhắc lấy một câu là sao? Lắc đầu, Tống Thư Hàng lại minh tưởng bộ kim cương căn bản quyền pháp trong đầu một lần nữa. Ngay sau đó, miệng hắn lại bắt đầu lầm nhầm mớ khẩu quyết văn ngôn cực kỳ tối nghĩa kia, lúc ra quyền cũng không chỉ chú trọng tư thế động tác nữa, trong đầu nhớ lại lực đạo lúc người đàn ông có gương mặt mơ hồ kia ra quyền. Ở trong thế giới ảo giác kia, lúc người đàn ông kia thi triển ba thức của quyền pháp căn bản một thì có thể nói là cương mãnh vô song, anh dũng tiến tới, cũng có thể đánh ra cương nhu đầy đủ, ra ba phần lực thì sẽ giữ lại ba phần, quyền đi đường cong, trong cong tìm thẳng. Tống Thư Hàng bây giờ đang cần thối luyện thân thể, Đương nhiên mỗi một quyền, mỗi một thức đều dùng hết toàn lực, vắt cạn tiềm lực của cơ thể mới có thể đạt được hiệu quả thối thể. Một chiêu ba thức của quyền pháp căn bản lại được hắn thi triển ra lần nữa. Lấy mắt làm chủ, động tính đều dựa vào eo, thân như cung, đủ bạo phát quyền động như băng sơn. Mắt nhìn phía trước, chân bước ra, không dồn sức, vận chuyển quyền pháp căn bản một, nắm đấm đánh ra như đại pháo, lực đại thế trầm. Xuất quyền, ong, một tiếng, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy dường như có tiếng chuông cổ vang vọng bên tai. Theo khẩu quyết quyền kinh không ngừng phát ra từ trong miệng hắn, trong đất trời giống như có một loại năng lượng nhìn không thấy, chạm không tới, nhưng lại thật sự tồn tại đang dồn về phía hắn, cổ lực lượng kia đè nặng lên người hắn, quấn quanh nắm đấm hắn vừa đánh ra. Một quyền này đánh ra, Tống Thư Hàng chỉ một loại ảo giác như thể không khí ở trước người bị đánh nổ tung. Chương 51, nhất định phải cầm cự đến cuối dược lực của thối thể dịch lưu lại bị kích hoạt một lần nữa dược lực ấm áp chảy từ dưới bụng tới vai eo và chân chuyện gì thế này tống thư hàng thoáng ngừng lại rồi nghiền ngẫm cái cảm giác ban nãy hắn nhận ra rằng cái phản ứng kỳ lạ kia là do quyền kinh khẩu quyết khi thư hàng đọc quyền khinh khẩu quyết cái âm tiết đặc biệt của khẩu quyết ấy dẫn lối cho thứ sức mạnh kỳ quái trong đất trời khiến chúng đè nặng lên người hắn quấn quanh nắm tay hắn rồi khiến cú đấm tầm thường của hắn trở nên xuất sắc đây chính là công pháp thối thể của tu sĩ. Ha ha, cảm nhận được thứ năng lượng thần kỳ trong đất trời rồi phải không? Dược sư nheo mắt cười rồi giải thích, đấy chính là điều khiến tu sĩ khác hẳn võ giả, người có thể gọi nó là linh khí, dù sao cũng chỉ là cái tên mà thôi, dùng tên ấy thì người sẽ thấy quen thuộc hơn. Đó chính là linh khí sao? Tống Thư Hàng chẳng hề lạ lẫm với cái thiết lập ấy nữa, sự thực chỉ cần là tiểu thuyết tu chân thì không thể thiếu thiết lập này. Vậy nên, điều quan trọng nhất đối với một bộ quyền pháp chính là khẩu quyết, dù là phương pháp luyện thể cơ bản nhất của luyện nền tảng, khẩu quyết có thể dựa vào âm tiết để kêu gọi luồng linh khí mỏng manh, giúp thối thể, cường hóa cơ thể. Cú đấm ban nãy của ngươi, chúng võ giả phải khổ luyện 3.000 lần trở lên mới có được uy lực như thế. Dược sư giải thích, ta phải chúc mừng ngươi rồi, thư hàng tiểu hữu Ngươi có tư chất cơ bản nhất để tu chân gần với linh khí. Dù ta đã đoán được khi ngươi có thể an lành uống thối dịch, dẫu cho không rèn luyện một thời gian dài. Chẳng qua là, hiện giờ ta có thể khẳng định cái phán đoán ấy là đúng. Gần với linh khí, nói cách khác là, dù có được quyền kinh khẩu quyết thì không phải ai cũng có thể dẫn lối cho linh khí trong đất trời đúng không? Tống Thư Hàng vô cùng nhạy bén, hắn nhận ra được ý tứ ẩn sâu trong lời nói của dược sư, bèn dò hỏi. Đúng thế, người không thể dẫn lối linh khí trong đất trời, không thể tạo nên nền tảng, cũng không có tu chân tu luyện ấy chính là điều cơ bản, là điều quan trọng nhất để tu chân. Dược sư mỉm cười nói, giờ, đừng ngừng lại, cũng đừng nghĩ nhiều. Luyện được quyền pháp căn bản nhất rồi, mau luyện tới nhị quyền. Đừng khiến cơ thể được rảnh rỗi, càng mỏi mệt, quyền pháp nền tảng mới có được hiệu quả tốt nhất. Vâng, Tống Thư Hàng kiên định đáp lại. Thực may mắn khi hắn được tiếp xúc với nhóm cửu châu số 1. Thực may mắn khi hắn được gặp Vũ Nhu Tử, Dược Sư và các tiền bối trong nhóm thực may mắn khi thể chất của hắn có thể gần gũi với linh khí. Hắn đã may mắn nhường ấy rồi, nên nhất định không được lãng phí cơ hội và sự may mắn ấy. sẽ chân sang bên, Tống Thư Hàng đọc khẩu quyết của quyền pháp căn bản 2, rồi vung tay tung đòn. Quyền pháp căn bản 2 chỉ có một thức, thân dưới bước theo quy luật, tay xiết thành quyền, khoái quyền vung ra như vun vút. Hiệu quả của việc thối thể còn rõ rệt hơn trước, linh khí trong đất trời quấn quanh nắm tay và bả vai hắn, sau khi vung ra 10 quyền liên tiếp, Thư Hàng cảm thấy cú đấm của mình trở nên vô cùng nặng nề, giống như đeo phải thứ nặng trình trịch nào trên tay. Phút phút phút, ấy là tiếng hắn vung quyền xé gió. Mỗi lần vung quyền là mỗi lần phải tiêu hao lượng sức mạnh lớn hơn, mồ hôi tuôn ra như tắm, giống cái lần uống thối dịch rồi chạy như điên trên đường băng, mồ hôi của hắn cũng dính theo thứ chất lỏng màu đen chứa đầy tạp chất. Thấy vậy, ánh mắt của Thư Hàng vừa kinh hãi vừa vui mừng. Không cần dược sư nhắc nhở, hắn đã vận dụng luôn quyền pháp căn bản 3. Bước nhanh tung quyền, chờ người thu quyền, hư bộ xuất trưởng. Chiêu thứ ba tuy nói là quyền pháp, nhưng còn kèm theo cả chiêu trưởng và long trào thủ. Trưởng như đao, trào như rồng múa lượn. Hộc hộc hộc, tiếng thở của tống thư hàng trở nên nặng nề, dược lực của thối dịch còn sót lại trong bụng nương theo việc vận dụng quyền pháp căn bản tam, để hoàn toàn tan ra rồi lan tới từng ngóc ngách trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn cảm thấy từng thớ cơ của mình đều rung động, cơ thể vốn đã hừng hực nay càng trở nên bỏng rát. Giữa cơn nóng rát khó lòng tả nổi, có một năng lượng ấm áp sinh ra từ trong cơ bắp là huyết khí sao. Chỉ cần huyết khí ngập trong cơ thể là có thể thu nó vào, tâm khiếu, khi tâm khiếu được lấp đầy, rồi có thể hóa ra luồng năng lượng khí huyết đầu tiên, thì đã được tạo nền tảng. Một người thường chưa từng tu luyện, sau khi uống thối dịch thể bản đơn giản hóa, liệu có thể thi triển kim cương trụ cột quyền pháp tới mức nào rồi ngừng lại đây. Dược sư khoanh tay đứng quan sát Tống thư hàng. Hắn không nói cho Tống thư hàng biết trước rằng cái bộ kim cương trụ cột quyền pháp này không phải là thứ kẻ tay mơ vừa bắt đầu tu luyện không thể đánh liền tù tì từ đầu tới cuối. Dù nó chỉ là quyền pháp nền tảng, nhưng lại có được lực tấn công kỹ năng võ thuật nhất phẩm. Dù là tinh anh đệ tử mà thông huyền đại sư tuyển chọn, lần đầu luyện kim cương trụ cột quyền Pháp cũng chỉ luyện đến khoảng chiêu 13, 15. Từ khi đại sư có được kim cương trụ cột quyền Pháp cho đến giờ, những đệ tử tinh anh mà hắn tuyển chọn, chưa một đệ tử nào có thể thi triển hết cả bộ trong một lần. Về phần tống thư hàng, dù hắn đã được dùng thối dịch, nhưng hắn lại bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng, hơn nữa với cái cơ thể lâu không rèn luyện ấy, hẳn độ cầm cự của hắn kém hơn đệ tử tinh anh rất nhiều, thậm chí dược sư còn nghĩ không biết tống thư hàng có gắng được đến chiêu thứ năm không. đương nhiên hắn không nói điều ấy cho thư hàng biết mà còn cố tình dạy rằng phải thi triển hết bộ quyền pháp thì mới có thể dùng khái niệm tích lũy khí huyết trong chân ngã minh tưởng kinh. vô tình lại lập ra cái tiêu chuẩn ngầm trong lòng tống thư hàng là phải thi triển toàn bộ quyền pháp trong một lần. từ đó dưới sự nỗ lực hết mình, không chừng tống thư hàng có thể bùng nổ và cầm cự tới nhưng chiêu thức cao hơn. bùng nổ đi tiểu hữu cho ta xem tiềm lực của người được dùng thối dịch dược sư nghĩ thầm trong lúc hắn trầm tư tống thư hàng đã thi triển xong quyền pháp cơ bản bốn giờ tống thư hàng thở hồng hộc như trâu tóc ướt sũng như bị nước mưa xối bộ quần áo trên người cũng đầm đìa bấy giờ không chỉ nắm đấm mà toàn cơ thể hắn chỗ nào cũng như bị cả ngọn núi đè xuống dù thoáng nâng tay hoặc dịch một bước nhỏ đều cảm thấy khó chịu từng thớ cơ đều gào xé trong đau đớn mình mới tới chiêu bao nhiêu nhỉ, quyền pháp căn bản 4 thì phải. Kim cương trụ cột quyền pháp có tổng cộng là 18 chiêu cơ mà. Mình có thể thi triển hết trong một lần sau. Mồ hôi trượt xuống, tống thư hàng chớp chớp mắt để giọt mồ hôi động trên mi rơi đi. Mình làm được, mình nhất định sẽ làm được. Hôm nay, dược sư đang vui nên mới đồng ý dạy cho mình cả bộ công pháp, rồi còn chỉ mình cách tu luyện, chân ngã minh tưởng kinh, ai mà biết mấy hôm sau, dược sư có đang vui mãi như giờ không chứ? Nếu hôm nay không thể tu luyện xong, kim cương trụ cột quyền pháp, rất có thể sẽ bỏ qua cơ hội được dược sư chỉ dạy. Nhất định phải cầm cử tới cuối. Từ khi hắn ngồi trước máy tính, gõ xuống câu nói đầu tiên ở nhóm cửu châu số 1, hắn đã hoàn toàn quyết tâm rồi. Dù có gặp phải, cái chết, hắn cũng chẳng hề e ngại. Vậy nên, sao hắn có thể cam tâm chịu đựng sự thất bại khi trùn bước trước mỏi mệt chứ? nếu một chút gian khổ ấy cũng không vượt qua nổi, thì còn tu hành gì được. Chỉ bằng rời khỏi nhóm cửu châu số một, an phận làm một phàm nhân còn hơn. Tống thư hàng nghiến răng nghiến lợi, miệng tiếng tục ngâm nga quyền kinh khẩu quyết, tay trái đỡ trường, tay phải dồn hết sức lực để tung ra quyền pháp căn bản năm. Quyền này vừa được thi triển, hắn liền thấy xương cốt mình run lên kéo kẹt. Quyền pháp căn bản ngũ, không chỉ luyện cơ bắp, mà còn tác động tới toàn bộ cơ thể. Phù, một luồng hồn khí được phun ra. Dù là ngày nóng bức, hơi thở tống thư hàng thở ra vẫn hóa thành lớp xương mù rõ rệt. Khí huyết ấm áp trong cơ thể càng lúc càng đậm sệt, nó tích lũy từng chút một, chỉ chờ thời cơ được tràn đầy mà trào ra. Cùng lúc ấy, năng lượng của thối thể dịch còn sót lại trong bụng hắn, cũng hoàn toàn tan biến sau cú tung quyền vừa rồi. chương 52, dùng minh tưởng để phản chiếu, chân ngã. Nhiên bước nâng quyền, rồi hạ mình quét chân tiếp thì, hai tay siết thành nắm đấm rồi đánh về trước. Quyền pháp căn bản, 6. Tung đến chiêu này, Tống Thư Hàng đã hoàn toàn kiệt sức, mỏi mệt đến tột độ vào cạn kiệt sức lực, cơ thể hắn run lên tưởng chừng như muốn khụy xuống. Nói thực, đối với một phàm nhân chưa từng tu luyện, mới lần đầu mà đã làm được thế này đã là quá tốt. Theo ước tính của dược sư, Tống Thư Hàng khó mà qua nổi chiêu thứ năm. Vậy mà Tống Thư Hàng của hiện giờ, hiển nhiên là vẫn có thể tiếp tục cầm cự nhưng là, năng lượng của thối thể dịch trong cơ thể thư hàng tiểu hữu hẳn là đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, từ lúc hắn uống thối thể dịch đến giờ đã được hơn 12 tiếng, vốn trong cơ thể hắn chỉ còn chút nước thuốc, thứ nước thuốc này cố được đến chiêu thứ năm là đã hết sạch. Dược sư lấy một bình xứ nhỏ từ trong ngực, chính là thối thể dịch bản đơn giản hóa mà tống thư hàng giúp hắn luyện ra, nếu bổ sung thêm thối thể dịch trong lúc đang luyện quyền, liệu hắn có thể cầm cự được lâu hơn không? Thư hàng tiểu hữu cho ta xem ý chí lớn nhất của ngươi đi. Nếu ngươi có thể đánh xong bộ quyền pháp này trong một lần, giá trị của thối thể dịch bản đơn giản hóa sẽ tăng ít nhất là hai lần. Một lát sau, khi Tống Thư Hàng hoàn thành quyền pháp căn bản 6, dược sư bèn hô lên. Thư Hàng tiểu hiểu, há miệng ra. Đầu óc Tống Thư Hàng đã không còn tỉnh táo, nghe dược sư hô vậy, hắn há miệng theo bản năng. Một viên nước thuốc màu đen bị dược sư bắn ra, rơi tọt vào miệng hắn bỗng nhiên, cổ họng tống thư hàng bùng lên cơn đau dữ dội. Tiếp đó, thứ nước thuốc vừa bùng nổ hóa thành luồng khí ấm áp, trôi từ cổ họng hắn trôi xuống bụng. Hắn cảm nhận được hơi ấm quấn quanh ổ bụng, hơi ấm ấy khiến hắn sung sướng tới độ muốn rên lên. Thối thể dịch, tống thư hàng nhận ra ngay lập tức. Thứ dược lực mới mẻ trào lên mãnh liệt trong cơ thể hắn, dược lực khổng lồ như muốn khiến cơ thể hắn căng đầy như muốn vỡ tung, cũng cung cấp cho hắn một sức mạnh vô cùng lớn. Dưới sự hỗ trợ của dược lực, quyền pháp căn bản 7 được thi triển thành công. Tiếp đó là quyền pháp căn bản 8, rồi 9. Thế như trẻ tre, dược lực cuồn cuộn khiến Tống Thư Hàng không kìm được mà thở ra một tiếng, nếu không làm thế, hắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Miệng hắn vẫn đọc quyền kinh khẩu quyết với cái giọng trầm trầm và mạnh mẽ, quyền được tung theo ý, ý thì chuyển theo thân thể. Từng chiêu quyền pháp đều khiến Tống Thư Hàng càng trở nên mỏi mệt, nhưng chỉ cần cầm cự được thì dược lực của thối thể dịch sẽ bổ sung sức mạnh cho hắn, giúp xóa tan cảm giác mệt mỏi. Cố lên, nhất định phải cố mà thi triển trọn bộ Kim Cương Trụ Cột Quyền Pháp. Trong đầu Tống Thư Hàng chỉ có một ý nghĩ kiên định như vậy. Cuối cùng, hắn đã đánh đủ 18 chiêu của Kim Cương Trụ Cột Quyền Pháp. Trong cơ thể hắn, khí huyết đã tràn đầy. Cơ thể hắn ửng lên, khí huyết nóng bỏng như muốn trào ra từ từng lỗ chân lông của hắn. Xong rồi, Khí huyết đã đầy, tống thư hàng siết chặt hai tay, cố dần lòng để không ngửa cổ lên thét dài một tiếng. Nơi đây là sân thượng của ký túc xá nam, nếu rú lên thì sẽ đưa đến những rắc rối không cần thiết. Khóe miệng của dược sư cong lên, hắn vô cùng hài lòng. Kẻ này thế mà luyện được, kim cương trụ cột quyền pháp, từ đầu tới cuối thật, đúng là bất ngờ. Được rồi, nhận dịp khí huyết trong cơ thể chưa sói mòn, người mau chóng khoanh chân ngồi tu luyện, chân ngã minh tưởng kinh. Hắn mở miệng nhắc nhở Tống thư hàng. Ở thế giới tu chân, minh tưởng pháp môn như sao trên trời, nhiều vô số kể. Nhưng xét đến cùng, tất cả những minh tưởng pháp môn đều hướng đến việc ngưng tụ tinh thần lực, khiến tu sĩ có thể biến ra một luồng tinh thần lực. Tinh thần lực và năng lượng trong cơ thể là một trong những điều căn bản mà tu sĩ cần có. Khí huyết trong cơ thể thường sẽ không chịu sự khống chế của ý niệm, chỉ khi ngưng tụ tinh thần lực thì mới có thể dẫn lối cho khí huyết khiến nó vận chuyển theo một vài chu trình đơn giản. Ngoài ra, khi mà sau này, khí huyết có thể tiến hóa thành chân khí, thậm chí là thứ năng lượng cao cấp hơn, thì cũng cần tinh thần lực có cấp bậc tương ứng để dẫn lối và khống chế. Nếu cấp bậc tinh thần lực không theo kịp tu vi, thì cũng rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma và khó lòng khống chế năng lượng trong cơ thể. Chính vì vậy mà chúng tu sĩ mới thường xuyên bế quan minh tưởng, rồi trải nghiệm hồng trần cái gì gì đó, để có thể nâng cao tinh thần lực của bản thân. Bên cạnh đó, khi chúng tu sĩ tu luyện các minh tưởng pháp khác nhau, thì tinh thần lực cũng có điểm khác nhau. Có tinh thần lực tĩnh lặng như màn đêm, có tinh thần lực lại hung mãnh như hổ dữ, có tinh thần lực lại an nhiên như cổ thụ. Những sự khác biệt ấy chính là do tu luyện minh tưởng pháp khác nhau, có rất nhiều tinh thần lực độc đáo như thế. Chân ngã minh tưởng kinh, dùng minh tưởng pháp để minh tưởng, chân ngã, trong tâm trí, từ đó loại bỏ hết những ý nghĩa thừa thái, khiến tinh thần lực tĩnh như giếng sâu, tập trung cao độ để diễn sinh ra tinh thần lực. Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu để dẹp yên những xáo động trong lòng, đoạn, hắn khoanh chân ngồi xuống để tiến hành bước cuối cùng. Miệng hắn tụng, chân ngã minh tưởng kinh, nương theo minh tưởng pháp để hóa ra, chân ngã trong tâm trí. Dù kim cương tự là Phật môn, nhưng chân ngã trong, chân ngã minh tưởng kinh, lại có điểm khác biệt so với bát đại tự của Phật môn. Chân ngã ở đây được hiểu theo nghĩa đen, tức là bản thân mình minh tưởng pháp ngưng tụ một cái tôi chân chính trong tâm trí. Chân ngã, này không bất biến, mà sẽ nương theo sự trưởng thành trong tuổi tác, rồi trải nghiệm cuộc đời, công pháp tu luyện, sự biến đổi trong địa vị của tu sĩ để thay đổi. Nó có thể là một đứa bé bình thường, hoặc là một kiếm sĩ si áo bào trắng, hoặc là đao khách hung mãnh nó cũng có thể là một tiền bối hiền hòa, có thể là kẻ phàm phu tục tử trong chốn hồng trần thậm chí còn có thể hóa thành biển máu khi bị ảnh hưởng bởi hận thù và oán niệm. Khi tu sĩ trải qua các thời kỳ khác nhau thì chân ngã do, chân ngã minh tưởng kinh, hóa thành cũng sẽ có sự biến đổi khác nhau. So với các minh tưởng pháp khác, chân ngã minh tưởng kinh không mạnh mẽ vô song như hổ, không an nhiên như cổ mộc, không tĩnh lặng như sao trời, nhưng chân ngã minh tưởng kinh chính là minh tưởng pháp phù hợp nhất với chính mình, bởi đó là chân ngã. Vậy, Tống thư hàng ta đây là một kẻ như thế nào? Tống thư hàng thầm nghĩ, chân ngã, sẽ hóa thành hiệp khách vô song mà mình từng ao ước sao? Hoặc nó sẽ hóa thành một tu sĩ quẩn quanh tiên khí, do mình đã tiếp xúc với thế giới tu chân. Chắc không phải ma đầu gì đó đâu nhỉ, cuộc đời của mình bình thường thế này, không gây thù chuốc oán với ai cả. Mà không khéo lại là một mình vô cùng đẹp trai ấy chứ. Mải miết theo những suy nghĩ miên man như vậy, khi đọc xong, chân ngã mình tưởng kinh, tống thư hàng chợt thấy tâm trí mình tỉnh táo rất nhiều một bóng dáng được hình thành trong tâm trí, hoặc nói đúng hơn là được hình thành trong thức hải. Đầu tiên là dáng ngồi khoanh chân, tiếp đến là cánh tay, rồi eo, rồi tiếp tục nhìn lên. Giống như là máy in 3D in ra một bóng người ở trong tâm trí mình vậy. Suốt cuộc, nó sẽ là một mình như thế nào đây? Tống Thư Hàng vô cùng chờ mong. Dựa vào mình tưởng để phản chiếu bản thân, từ đó biết được cái ta chân chính. Trong niềm mong đợi của Tống Thư Hàng, chân ngã ở tâm trí đã được thành hình. Nói như thế nào nhỉ? Bình thường đến bất ngờ. Chân ngã có vẻ ngoài giống hệt tống thư hàng, chiếc áo ngắn tay bình thường, chiếc quần đen bình thường, nó ngồi khoanh chân và nở nụ cười dịu dàng. Dùng minh tưởng để phản chiếu, chân ngã. Một, chân ngã, bình thường như thế, chắc là của phàm nhân nhi. Phải chăng nó đang nói rằng, hiện giờ mình vẫn chỉ là một phàm nhân. Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, ngay khi chân ngã, được thành hình, mọi ý nghĩ thừa thái của Tống Thư Hàng đều bị dẹp sạch, tinh thần lực tập trung cao độ, dưới sự giúp sức của chân ngã minh tưởng kinh, nó hóa thành tia tinh thần lực trong trẻo đầu tiên. Tinh thần lực vừa được hình thành, Tống Thư Hàng liền dựa theo minh tưởng pháp để dẫn lối cho thứ huyết khí đang căng đầy trong cơ thể. Dẫn lối chúng vào tâm khiếu. Tâm khiếu có vị trí ở trái tim, nhưng tâm khiếu lại không phải trái tim, mà là một khiếu huyệt ở tim, không thể chạm đến, dù có giải phẫu cơ thể cũng chẳng thể tìm thấy, chẳng thể nhìn thấy. Nhưng nó vẫn tồn tại ở đấy. Lượng huyết khí trong cơ thể tống thư hàng không phải là nhỏ, dưới sự dẫn đường của tinh thần lực cho, chân ngã, biến thành, chúng lấy tâm khiếu làm tâm rồi nô nước đổ dồn về đó. Trong khi quá trình này xảy ra, hơi nóng trên cơ thể dần tan đi. Giống như khi đứng dưới cái nắng chó trang của mùa hè, vừa bị cụ ông mặt rời ôm ấp thân thiết một hồi, bỗng nhiên lại được đứng dưới hơi lạnh của điều hòa, cảm giác ấy thoải mái vô cùng. Không biết đã trôi qua bao lâu, dưới sự dẫn lối của tinh thần lực, chân ngã, khí huyết căng tràn đã hoàn toàn đi vào tâm khiếu. Tống Thư Hàng cảm thấy cái vị trí mà trái tim nằm đó chợt ấm lên, trái tim ấy đập lên từng nhịp mạnh mẽ. chương năm 13, Tống Thư Hàng là người tốt. Từ từ mở mắt, Tống Thư Hàng bỗng thấy mình không thể duy trì tư thế ngồi khoanh chân, hắn ngã ngửa ra sau cái, dầm, một cái. Hở, chuyện gì thế này? dược sư tiền bối, ta thấy cơ thể mình mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào. Tống Thư Hàng hỏi với giọng nghi hoặc, bây giờ, đến cả nhấc tay hắn cũng chẳng nhấc nổi. Dược sư ngồi xổm bên Tống Thư Hàng, trọt trọt hắn vài cái rồi bảo. Đây là hiện tượng bình thường, đây là lần đầu ngươi tu luyện, chân ngã minh tưởng kinh, khi dẫn lối cho những huyết khí căng tràn trong cơ thể, không kiểm soát đúng, độ, khó tránh khỏi việc có chút tham lam, khiến lượng khí huyết đi vào tâm khiếu vượt ngưỡng điều này sẽ khiến cơ thể thoáng suy yếu trong một khoảng thời gian ngắn không sao đâu chừng mấy phút sau sẽ trở lại bình thường lần sau tu luyện chân ngã minh tưởng kinh phải nhớ tới việc để dành một tí khí huyết để tránh việc cơ thể trở nên suy yếu việc này cũng đem lại lợi ích cho cơ thể ngươi thì ra là thế ha ha tống thư hàng nằm trên nền sân thượng nóng bỏng trong lòng vui sướng vô cùng cuối cùng thì đã đạt được bước đầu tiên của một tu sĩ cơ bản trăm ngày là được nền tảng, dưới sự giúp sức của thối thể dịch, dù hắn chỉ có tư chất bình thường, thì hẳn là có thể đạt tới cảnh giới cơ bản trong vòng trăm ngày chứ nhỉ. Sau khi đạt tới cảnh rơi cơ bản, mình sẽ có năng lực gì đây? Phù chú, pháp thuật, thần thông, độn địa, ẩn thân, thiên lý nhãn. Đúng rồi, tiền bối, chân ngã của tôi là một chính mình, rất tầm thường, chân ngã ấy ngồi mỉm cười, điều ấy có nghĩa là hiện tại tôi vẫn chỉ là một phàm nhân tầm thường thôi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Phản chiếu của chân ngã có liên quan tới địa vị và trải nghiệm của bản thân. Người đã tiếp xúc đến thế giới tu chân, hẳn chân ngã sẽ không hóa thành một phàm nhân chứ nhỉ, trừ phi, trong thâm tâm người vẫn chưa tin vào tu chân. Hoặc là, ừm, người nói rằng chân ngã đang mỉm cười hiền hòa, là kiểu cười khiến người ta cảm thấy thư thái sao. Dược sư trầm tư hỏi lại, dù có chút ngại, nhưng mà đúng là nó nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng thấy thư thái tống thư hàng đáp dù sao thì chân ngã cũng là bản thân mình tự mình khen nụ cười của mình nó cứ mất mặt thế nào audio điện tử võ tấn bền sược sư cảm thán quả nhiên mà thư hàng tiểu hiếu người đúng là người tốt sao cơ tiền bối người đừng tùy tiện tặng thẻ người tốt như thế chứ tống thư hàng nói hắn không ngại cái thẻ đó nhưng nếu nhận nhiều quá thì sẽ chẳng kiếm nổi bạn gái. Không, ta đang nói cái mà chân ngã của ngươi phản ảnh, nó phản ảnh rằng ngươi là người tốt đó, Thư Hàng Tiểu Hữu. Sược Sư kiên định nói. Khóe miệng Tống Thư Hàng thoáng giật giật. Chân ngã có thể phản ảnh thứ đó sao? Được rồi, Thư Hàng Tiểu Hữu, giờ ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ, chân ngã minh tưởng kinh và kim cương trụ cột quyền pháp, đặc biệt, ngươi thi triển kim cương căn bản quyền pháp, rất tốt cái cách xuất quyền ấy khiến ta cũng suýt chút nữa hiểu lầm rằng ngươi đã học bộ quyền đó những mấy năm. Ta không còn gì để chỉ dạy ngươi nữa, chuyện hôm nay ngừng ở đây thôi. Sược sư cười nói, cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy. Tống Thư Hàng đáp lại với điệu vô cùng cảm kích. Sược sư nói, đừng khách sao như thế, nhân lúc ta còn ở khu Giang Nam, trong lúc tu luyện ngươi còn có thắc mắc gì thì cứ qua hỏi. Bắc Hà tiền bối chắc cũng từng nói với ngươi rồi, trên con đường tu luyện đừng để tâm vào mấy chuyện lặt vặt, phải chăm hỏi, chăm nghiền ngẫm. Nói xong, hắn lại dặn thêm. Bên cạnh đó, về việc tu luyện, kim cương căn bản quyền pháp, người phải kiểm soát được, độ, khi cảm thấy cơ thể mỏi mệt, không thể gắng thêm được nữa thì đừng cố luyện, kim cương căn bản quyền pháp. Giống như cái trạng thái hiện giờ của ngươi, dù lát có hồi phục cũng không được luyện quyền. Dù sao thì cơ bản quyền pháp không phải bộ quyền dưỡng sinh, mà là quyền thúc đẩy cơ thể phát triển vô cùng mạnh mẽ khí huyết của một người có hạn, lượng khí huyết khôi phục trong một ngày cũng có hạn, nếu cố quá sẽ làm hại bản thân. Tôi đã hiểu, hơn nữa, với cái trạng thái này, dù tôi có muốn luyện thêm cũng chẳng thể cục cựa nổi. Tống Thư Hàng cười đáp, giờ, đến một ngón tay hắn cũng chẳng động đậy được. Ha ha, ngươi là người có tự chủ, ta không cần nói gì thêm nữa. Dược sư mỉm cười, giờ ngươi cứ nằm đây, ngẫm lại bộ quyền pháp vừa thi triển, và cái cảm giác khi minh tưởng, việc này cũng là một khâu vô cùng quan trọng trong tu luyện. Vâng, thưa dược sư tiền bối, Tống Thư Hàng đáp. Dược sư cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn vẫy vẫy tay với Tống Thư Hàng. Thế thì ta đi trước đây. Vừa dứt lời, thân thể hắn hiền hóa thành một luồng kiếm quang, biến mất cái, vèo, trước mặt Tống Thư Hàng. Chẳng nhẽ đây chính là độn quang trong truyền thuyết. Đợi chút tiền bối, Tống Thư Hàng gắng vươn tay ra, nói với giọng chua sót, tiền bối, ngươi, đưa tôi về ký túc xá đã chứ hắn còn đang nằm trên cái nền sân thượng nóng hổi đây này bây giờ là khoảng năm rưỡi cụ mặt rời vẫn còn chăm chỉ tỏa sáng kiêm tỏa nhiệt cụ tròn vo ấy như đang hỏi tống thư hàng bạn trẻ tống thư hàng đang nằm trên vỉ nướng sân thượng hới cháu muốn chín bảy phần hay là chín tám phần hay là chín toàn phần chết mất thôi tống thư hàng thở dài nằm thế này chắc bị cảm nắng mất thậm chí nếu cứ nằm phơi thây dưới nắng thêm một lát nữa, chắc hắn sẽ thành thư hàng chiên giòn, sau đó sẽ được xẻ ra bán theo cân. Vào giờ phút này, Tống Thư Hàng chỉ mong có ai tốt bụng, đến sân thượng dìu hắn về. Nếu được thế thì hắn cảm kích vô cùng. Hơn nữa, còn có một việc quan trọng mà mình chưa kịp hỏi dược sư tiền bối, không biết liệu có cách nào để tìm ra người đang điều tra mình không. Tống Thư Hàng bực dọc nói. Nhưng giờ, dược sư đã đi xa, hắn chỉ đành đợi đến lần gặp mặt tiếp theo nếu không thì để lát gọi điện qua hỏi cũng được. Dù sao thì hiện giờ hắn cũng có điện thoại của dược sư rồi, nếu có chuyện cấp bách gì, có thể ngay lập tức cầu cứu tiền bối. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, dường như ông trời đã nghe được lời nguyện cầu của hắn, có tiếng bước chân vang lên ở cửa sân thượng. Ủa, sao nay cửa sân thượng lại mở nhỉ? Một giọng nam thì thầm cất lên. Tống Thư Hàng vui lắm, ngay lúc hắn định mở miệng xin giúp đỡ thì. Một giọng nữ khác vang lên. Thế, chẳng phải đúng lúc à? Ha, chúng ta lên sân thượng đi, trước giờ chưa thử làm ở đó đó. Chắc chắn sẽ kích thích lắm. Anh cũng nghĩ thế, nhưng phải cẩn thận chút, nếu bị ai khác trông thấy thì không ổn. Trong lúc nói chuyện, cậu nam kia cũng tiện tay mở cửa sân thượng luôn. Bị người khác nhìn thấy thì chẳng phải còn kích thích hơn à? Nàng kia lại có vẻ thoải mái lắm. Tống thư hàng quyết định nằm im không nói gì, từ bỏ cái ý định cầu cứu hai kẻ này là một đôi uyên ương lộ thiên, làm người ta không khỏi ghen tị. Cái cặp chắc chắn sẽ bị hội FFF thiêu chết này, chọn phía bên kia của sân thượng. Họ không hề biết rằng, ở một bên khác, có bạn trẻ tống thư hàng đang nằm chết ngắc. Sau khi chọn được sàn đấu, cả hai bắt đầu trận tỉ thí giữa các cao thủ võ lâm. Tống thư hàng thở dài, nhắm mắt từ từ hồi phục khí lực. Bên tai còn vang vẳng tiếng quyết đấu của hai vị cao thủ một lúc lâu sau, cảm giác suy yếu giảm đi. Thư hàng lồm cồm bò khỏi sàn sân thượng, chân tay hắn như nhũn ra, hắn chậm rãi đi về phía cửa sân thượng. Đúng rồi, cái cô nàng không biết là chị hai em kia có nói rằng, nếu bị ai đó nhìn thấy thì sẽ càng kích thích, thích nhỉ. Tống thư hàng vuốt vuốt cầm, rồi tự lẩm bẩm. Hắn cảm thấy mình nên chiều theo mong muốn của hai người nọ. Dù sao thì, chân ngã cũng nói rằng, cái vị tên Tống thư hàng đây là một kẻ thích giúp đỡ người khác mà dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, cũng nên giúp cô kia đạt được mong ước chứ nhỉ. Biết sao được, ai bảo mình là người tốt chứ. chương 54, Triệu Nhã Nhã Ở đầu bên kia của sân thượng, hai vị cao thủ võ lâm đang say sưa giao chiến, cái vầng dương nóng dậy đang treo lơ lửng trên bầu trời cũng chẳng thể ngăn được quyết tâm ngùn ngụt của hai vị. Tống Thư Hàng nghĩ một thoáng, rồi quyết định không lộ mặt ngay. Hắn muốn đợi thêm chốc nữa, đợi đến khi trận đại chiến giữa hai vị này gần kết thúc. Cái vị nam cao thủ kia, rõ ràng là đang dần đại chiêu xuống, khẩu đại pháo Neo Armstrong Cyclone Z Armstrong. Ngay lúc này đây, Tống Thư Hàng chấp lấy thời cơ, lộ ra nửa thân mình rồi dùng cái tiếng phổ thông rành giọt để chào hai vị cao chủ, hi, chào hai bạn. Xoạt, giọng nói bất ngờ vang lên, giống như trậu nước đá giữa trời đông giá rét, xối thẳng vào đầu hai vị cao thủ võ lâm. Đặc biệt là nam cao thủ, hắn cảm thấy tim mình đập rộn gấp 10 lần, thiếu chút nữa là vọt khỏi lồng ngực. Hắn gượng gạo quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào chỗ tống thư hàng đứng. Sau đó, khi hắn nhận ra kẻ quấy rối là một sinh viên có dáng thư sinh chứ chẳng phải giáo viên ở ký túc xá thì liền lộ cái vẻ mặt giận dữ, hắn giơ đấm lên, thằng đàn ông nào chẳng giận điên vào những lúc thế này. Tôi biết mà, hai người cảm thấy vô cùng kích thích khi được người khác nhìn thấy giữa lúc đang đại chiến, tôi nghe thấy rồi. Vậy nên, không cần cảm ơn đâu, tôi tên là Lôi Phong. Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay với cái vẻ mặt vô cùng nhiệt tình, đúng rồi, lát nữa nhớ khóa cửa sân thượng lại nha. Bị giáo viên quản lý ký túc nhìn thấy thì không ổn đâu. Nói rồi, Tống Thư Hàng nghênh ngang rời khỏi sân thượng, quay về phòng ký túc của mình. Bỏ lại hai vị nam nữ giận dữ, đương không biết là nên khóc hay nên cười. Hôm nay lại làm chuyện tốt rồi, thỏa mãn mong ước của hai người cơ đấy, đúng là một ngày tươi đẹp nha. Tống Thư Hàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vui quá hóa buồn, là câu thành ngữ xuất xứ từ, hoài nam tử đạo ứng huấn, phù vật thịnh nhi suy, nhạc cực tắc bi. Nghĩa là, khi người ta đang vui sướng tột cùng, thì lại có chuyện bất ngờ gì đó xảy ra khiến kẻ ngày phải khóc nước nở cộng vô cùng đau đớn. Ví dụ như, một người trúng số một ngàn vạn, đấy là còn nộp thuế rồi, vui chết đi được. Sau đó, một tiếng sau, người nọ nhận được tin mình mắc ung thư giai đoạn cuối, qua đêm nay sẽ chết, liền đau lòng vô cùng. Những giọt nước mắt đau đớn ấy đủ để dâng ngập cả trái đất. Tống Thư Hàng vừa giúp cặp nam nữ trên sân thượng xong, cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng sung sướng, vô cùng đắc chí. Sau rồi, khi hắn mở cánh cửa ký túc xá, thì thấy một cô nàng mặc áo blau trắng của bác sĩ đang ngồi trên giường của mình. Ấy là một cô nàng xinh đẹp và rất có khí chất, dáng người cũng tuyệt vô cùng, chiếc quần trắng giản đơn chẳng thể che lấp sức hấp dẫn của đôi chân dài miên man. Cô nàng cầm trên tay cuốn sổ ghi chép 30 loại dược liệu phổ thông của thối thể dịch bản đơn giản hóa, hàng mày trao lại. Chị nhã nhã, sao chị lại đến trường em thế này? Mồ hôi trên trán tống thư hàng vã ra như tắm, không thể nào kiềm lại nổi. Cô gái mặc áo blau trắng này chính là Triệu Nhã Nhã, con gái cưng của cậu của Tống Thư Hàng. Học kỳ trước, khi Tống Thư Hàng vừa lên đại học, cô ấy thay Mama Tống, dẫn hắn tới trường đại học Giang Nam. Vậy nên cô mới có chìa khóa vào ký túc xá của Tống Thư Hàng, từ đó có thể nghênh ngang đi vào căn phòng này. Khi Tống Thư Hàng nhìn thấy, thối dịch thể bản đơn giản hóa, hắn từng chép ra một bản, sau đó định nhờ Triệu Nhã Nhã giám định giúp. Nhưng Triệu Nhã Nhã không trả lời cậu, mấy ngày nay Tống Thư Hàng cũng dồn hết tâm trí vào, tu chân, với cả thối thể dịch nên cũng quên luôn vụ kia. Không ngờ Triệu Nhã Nhã không trả lời tin nhắn của hắn, mà tìm đến PK với người thật luôn à. Đây đúng là sai thời gian, sai địa điểm, gặp phải sai người nha. Làm người vui thôi chứ đừng quá, bởi khi vui quá thì rất dễ gặp phải chuyện đau lòng. Triệu Nhã Nhã ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng xinh đẹp liếc nhìn Tống Thư Hàng một cái. Là người học y nên cô rất ít khi trang điểm, bởi mỹ phẩm sẽ ảnh hưởng tới việc phẫu thuật. Nhưng dù không trang điểm thì cô vẫn xinh đẹp vô cùng. Trùng hợp thế nào lại vào lúc Tống Thư Hàng đang rơi vào thời kỳ suy yếu do tu luyện, chân ngã minh tưởng kinh cơ chứ? Mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, bảo sao em lại kiếm cái phương thuốc bổ lung tung bèn này, chịu nhã nhã nhíu mày, khép cuốn sổ lại, Thư Hàng, thuốc là thứ không thể uống bừa. Cái đơn này toàn các dược liệu đại bổ, trộn với nhau rồi, dược lực sẽ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, thuốc cũng có ba phần là độc, nhiều thứ dược liệu trộn lại thế này, không chừng lại thành liều kịch độc. Uống thứ này chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Bị bệnh thì đi khám bác sĩ. Giờ, lòng tống thư hàng như có trăm nghìn câu rủa xã đang lao ra rầm rập, hiệu ứng suy yếu sau khi luyện, chân ngã minh tưởng kinh, còn chưa tan đi, thành thử sắc mặt hắn bệch ra. Ai mà ngờ, cái vẻ mặt này đi kèm với, thối dịch thể bản đơn giản hóa, lại khiến triệu nhã nhã hiểu lầm thế chứ phải giải thích ngay, để lát nữa rơi vào vũng sình thì chẳng còn đường nào mà chối nữa. Và rồi ngay ngày mai, Mama Tống sẽ phi máy bay qua, Mama chịu gần hơn, nhất định sẽ lôi hắn tới viện. Ờ, mà có lẽ không hẳn là hiểu lầm, bởi hắn đã tự đâm đầu vào chỗ chết rồi, đã uống thối thể dịch rồi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại cũng phải giấu nhẹm chuyện này đi. Khụ, chị nhã nhã à, không phải như chị nghĩ đâu. Cái phương thuốc đó, thực ra là như này nè, đại não của tống thư hàng xoáy điên cuồng, hắn cố gắng sắp xếp lại câu từ. Nếu như là cái lúc hắn chưa biết đến thế giới tu chân, thì tống thư hàng sẽ giải thích thẳng với triệu nhã nhã rằng đây là phương thuốc mà cái đám trẻ trâu trong một nhóm chát tiên hiệp bịa ra. Hắn lo cho mấy đứa trẻ trâu đáng yêu đó uống thuốc này xong sẽ rơi vào nguy kịch, nên mới nhờ triệu nhã nhã kiểm tra trước. Nhưng vấn đề bây giờ là đám trẻ trâu kia nay lại thành các tu sĩ chân chính và đáng ngưỡng mộ. Tống Thư Hàng cũng ngại khi giải thích kiểu kia cho Triệu Nhã Nhã nghe, dù sao thì hắn sắp trở thành một trong những tu sĩ ấy rồi. Chẳng nhẽ lại gộp cả mình vào đám trẻ trâu mê tiên hiệp à. Nói đi, chị nghe, hàng lông mày của Triệu Nhã Nhã trao lại, hai chân vắt chéo, cô đưa mắt nhìn chầm chầm vào Tống Thư Hàng. Cô hiểu hắn quá mà, từ bé đến giờ, chỉ cần cô nhìn nó chầm chầm như thế này, là biết hết Tống Thư Hàng đang nói thật hay nói dối. Nhờ cái, siêu năng lực này bao lời nói dối mà Tống Thư Hàng bịa ra khi làm sai chuyện gì đều bị cô vạch mặt hết. Nhưng ra, cô chẳng mấy khi mách mẹ Tống và ba Tống. Nếu không thì, hồi còn bé chắc Tống Thư Hàng đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh của mẹ, trận đánh của ba và trận đánh kết hợp của ba mẹ rồi. Ấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến hồi còn nhỏ, Tống Thư Hàng thân với triệu nhã nhã lắm. Bởi cô là người chỉ tốt luôn bao che cho hắn. Thực ra, cách đây không lâu, em tình giờ gia nhập một nhóm chat, Em cam đoan là lúc ấy em chẳng quen ai trong cái nhóm chat đó cả Tống thư hàng biết mình khó mà dối được triệu thư nhã Nên đành chọn cách chỉ dối một phần Sau rồi em nhận ra các thành viên của cái nhóm đó quái lắm Lúc ấy em còn đoán là chắc đám này lầm tiểu thuyết tiên hiệp rồi Đấy là những gì hắn từng đoán Nhưng giờ thì hắn đã biết Những người đó là tu sĩ thật Rồi trong nhóm có người đăng một đơn thuốc lên Chính là cái mà chị đang cầm đó Ngoại trừ phương thuốc này còn có những dược liệu mà em chưa từng nghe qua, tên cũng kỳ lạ lắm. Mãi đến giờ vẫn có những dược liệu mà hắn chẳng biết nó là cái gì, có hiệu quả như thế nào, hơn nữa mấy cái tên như chiêu lộ huyền thảo gì gì đó đúng là lạ kỳ lắm. Lúc đấy em lo lắm, sợ mấy người đấy uống thuốc đó xong lại rơi vào cơn nguy kịch, nên mới chép tên mấy dược liệu có thể tìm được trên mạng ra, rồi nhờ chị xem hộ. Nếu thứ thuốc ấy uống vào sẽ gây chết người thì trước khi ra khỏi nhóm chat đó em tiện thể khuyên mấy thành viên khác một chút. Mọi chuyện chính là như vậy, Tống Thư Hàng nhún vai. chương 55, đoạn tử tuyệt tôn cước của Triệu Nhã Nhã. Khóe miệng Triệu Nhã Nhã nhách lên, cái kiểu chó mũi vào việc của người khác này, đúng là kiểu mà thằng nhóc Tống Thư Hàng này hay làm. Được rồi, xem ra là em nói thật đấy. Dù còn chuyện gì lừa chị thì chỉ cần em không uống cái thứ thuốc này vào bụng là được. Đôi chân thon dài của triệu nhã nhã đổi thế, cô thản nhiên bảo làm gì có chuyện em lừa chị chứ? Tống Thư Hàng vội vàng nịnh nọt. Nghe đã biết là nói dối rồi, giả tạo lắm. Tống Thư Hàng đứng dậy, triệu nhã nhã vươn tay, chém bạt vào đầu Tống Thư Hàng một cái, loáng một cái, em đã thành sinh viên rồi. Mấy đứa tuổi này có bí mật riêng cũng là chuyện thường, chị cũng lười hỏi. Được rồi, chuyện phương thuốc coi như xong, em bảo với mấy đứa trong nhóm chắc là đừng có uống bậy thuốc, dù đều là dược liệu đại bổ, nhưng gom cùng một đơn thì chết người đấy. Ha ha, em hiểu rồi. Tống Thư Hàng cười vâng dạ. Hiểu thì hiểu, nhưng giờ mình sẽ không khuyên những người trong nhóm chat là đừng uống bậy uống bạ, bởi hắn đã trở thành một trong những người uống thứ thuốc này rồi. Mà nữa, nãy sao mặt mũi tái nhợt, hơi thở yếu ớt thế hả? Triệu nhã nhã hỏi ngược lại chuyện ban nãy. Đâu có phải mặt tái đâu, chắc tại gần năm nay em ít rèn luyện nên sức khỏe giảm xuống ấy mà, bị cảm ho khù khụ hơn 10 ngày vẫn chưa đỡ ấy chứ vậy nên dạo gần đây em đang luyện tập nãy em vừa đi tập về nên mới thế chị nhìn xem giờ chẳng phải em đã bình thường lại rồi sao tống thư hàng vội giải thích sau khi được nghỉ ngơi trạng thái suy yếu sau khi tu luyện chân ngã minh tưởng kinh đã biến mất giờ mặt mũi hắn lại hồng hào tim đập rất khỏe khỏe đến không thể khỏe hơn ấy chứ vừa nói hắn vừa giơ tay phải lên tạo dáng như vận động viên thể hình khoe cơ bắp vừa gần tay xuống một cái cơ bắp liền nổi lên trong vô cùng khỏe khoắn. Triệu nhã nhã chớp chớp mắt, nhìn Tống Thư Hàng từ trên xuống dưới. Thằng bé không nói thì cô cũng chẳng nhận ra, nãy chỉ chăm chăm vào vẻ nhợt nhạt yếu ớt của Tống Thư Hàng, nên không thấy thằng bé cường tráng lên nhiều. Không chỉ ở trên cánh tay, mà qua lớp quần áo dính sát bởi mồ hôi, cô cũng thấp thoáng thấy được những thớ cơ ở ngực vào bụng. Dáng người hấp dẫn hẳn, triệu nhã nhã nghĩ thầm. Cô thầm khinh bỉ một tiếng, rồi bịt mũi, xua xua tay bảo toàn mùi mồ hôi thôi, đi tắm đi. He he, Tống Thư Hàng ra vẻ cười đắc chí, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế này là tạm như qua cửa với triệu nhã nhã rồi. Cô ấy là người thân mà hắn vô cùng quý mến, từ bé đến lớn, cô luôn là người quan tâm, chăm sóc hắn rất nhiều. Cô cũng là một trong những người mà Tống Thư Hàng muốn chia sẻ thối thể dịch. Hiện giờ, dù chưa thể đưa thối thể dịch cho cô dùng, nhưng Tống Thư Hàng đang tính là sau này, phải kiếm thứ đan dịch nào mà phàm nhân dùng được để cho cô và bố mẹ mình uống. Tống Thư Hàng lấy quần áo mới rồi vào đi tắm rửa. Chị nhã nhã, sao chị lại tới Đại học Giang Nam thế? Đừng bảo là do cái phương thuốc này nên mới lật đật chạy qua nhé. Hắn đứng trong phòng tắm, hỏi với ra. Chị mày còn chưa rảnh đến mức đó. Triệu nhã nhã chống tay lên má, đáp, chị qua đây để thực tập, ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng sau, chẳng phải ở Đại học Giang Nam có Đại hội Thể dục Thể thao à, chị theo giáo viên qua đây để thực hành ngành bác sĩ điều dưỡng, sau đấy thực tập thêm nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi. Ngày mùng 7 tháng 6 hàng năm là ngày tổ chức thi đại học ở Trung Quốc. Trong lúc các học sinh cấp 3 đang đối đầu với kỳ thi đại học khốc liệt, Đại học Giang Nam sẽ dành thời gian để tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thật náo nhiệt để chúc mừng. Cái hành vi này chẳng khác nào cười trên nỗi đau của người khác, nó thể hiện sâu sắc ác ý của ban giám hiệu Đại học Giang Nam đối với các học sinh trung học khốn khổ. Không biết truyền thống này được vị hiệu trưởng đời nào khơi mào. Dù sao thì năm nào cũng vậy, Đại hội Thể thao vẫn được tổ chức cho tới tận ngày nay. Đại hội Thể dục Thể thao, Tống Thư Hàng ngẩn ra, sao hắn chẳng nghe được tin gì về vụ này nhỉ? Chẳng nhẽ là do hai hôm nay mình trốn học nhiều quá? Nói coi, em tham gia vào hạng mục gì? Đại hội thể dục thể thao là cơ hội lớn để thể hiện bản thân rồi tán gái đó, nhắc mới nhớ, sắp hết học kỳ 2 rồi, em đã có bạn gái chưa? Triệu nhã nhã hỏi dồn dập Sao cảm giác như về quê ăn Tết rồi bị các bà các chị xúm lại hỏi thế này, chị nhã nhã sau này chắc chắn sẽ thành loại siêu cấp trong làn sóng các bà thím trung niên. Em còn chưa quyết định xem thi gì đây, nhưng chắc cũng sẽ tham gia một, hai hạng mục nào đó, dạo gần đây em tự tin vào việc chạy bộ lắm. Tống Thư Hàng thuận miệng đáp, còn vụ kia á mới năm nhất mà sao mà đã có bạn gái ngay được vậy lúc tham gia đại hội thể dục thể thao nhớ phải cố lên biết đâu lại được các chị năm trên các em năm dưới tỏ tình ấy chứ em mà có bạn gái chắc cô vui lắm đấy triệu nhã nhã cười gian trá tống thư hàng đứng trong phòng tắm thoáng nhếch môi xin lỗi chị dạo gần đây em phải cố gắng tu hành bạn gái cái gì gì chỉ là mây bay giờ không có tâm trạng để ý tới tắm rửa xong Tống thư hàng vừa lau tóc vừa đi ra hỏi chị lát em ăn cơm tối với thổ ba và hai đứa bạn khác chị có muốn đi cùng không triệu nhã nhã lắc đầu thôi chị không qua đâu không mấy thằng bạn của em lại mất tự nhiên lần này cũng có mấy đứa bạn học của chị qua cùng mà thăm em xong chị đi với chúng nó thế cũng được vậy để em đưa chị về nhé tống thư hàng hỏi sắp đến giờ hắn phải qua gặp đám thổ ba rồi đi thôi Triệu Nhã Nhã xách túi, rồi đi theo sau thư hàng, hai người nối đuôi nhau đi khỏi ký túc xá. Ngoài cửa ký túc xá, trùng hợp thế nào mà lại gặp phải hai thằng bạn học từng gặp tống thư hàng đi cùng Vũ Nhu tử. Triệu Nhã Nhã đi phía sau, còn khuất ở góc cầu thang nên lần này hai đứa ấy không thấy cô. Gặp được thư hàng rồi, một đứa đi lên bắt tay chào hỏi rồi tròng gẹo. Úi cha, thư hàng à, đi đâu trời thế này. Đúng rồi, lúc nào mày giới thiệu chị mày cho tao nhá. Chị mày xinh thật đấy, nhất là cái cặp chân miên man kia, từ lần gặp được chị ấy, tao đã phong chị ấy là nữ thần số một trong lòng tao rồi, chẳng còn thiết tha ăn uống chi nữa, mấy bữa nay, đêm nào cũng mơ thấy nữ thần. Ha ha, cho tao số chị ấy đi, tao cam đoan rằng tao sẽ là một người anh rể tốt. Khóe miệng tống thư hàng thoáng giật giật, hắn biết cái người mà thằng này đang nhắc đến là Vũ Nhu Tử, nhưng vấn đề là người đang đi sau hắn là cô chị thật nha thằng này nói thế này liệu có khiến triệu nhã nhã hiểu lầm không quả nhiên tên bạn học kia vừa mới nói được một nửa thì liền thấy một đại mỹ nhân mặc áo blau trắng đi ra từ phía sau lưng tống thư hàng lại là một mỹ nữ chân dài nữa còn mặc đồ bác sĩ cơ đấy triệu nhã nhã liếc nhìn thằng bé kia một cái rồi giơ chân lên đạp một cước chẳng nể nang gì chân cô không chỉ dài mà còn tung được cú đá đoạn tử tuyệt tôn cũng tuyệt lắm. Bên cạnh đó, do học y nên cô rất biết cách kiểm soát lực đá, cú này khiến nạn nhân đau đến chết đi sống lại, nhưng cam đoan sẽ không khiến nạn nhân đoạn tử tuyệt tôn. Cậu chàng vừa buông lời xuồng xã cứ thế mà ngơ ngác chúng một cước, chúng xong thì quỳ gục xuống đất. Chị tao, triệu nhã nhã, tống thư hàng nhếch miệng cười. Thằng bạn bên cạnh cười sung sướng khi nhìn đứa kia đang đau đớn, đây là ví dụ điển hình cho loại bạn khốn nạn thấy hắn cười, triệu nhã nhã lửa mắt nhìn một cái. Cậu bạn ấy liền vội vã che miệng, vẫy tay với tống thư hàng. Chào bạn thư hàng nha, cũng chào luôn của chị của bạn thư hàng nha. Em đây chỉ là một người qua đường vô tội thôi. Tống thư hàng cười gian trá. Tao với chị tao đi trước đây, tạm biệt nha. Sau đó, hắn kéo triệu nhã nhã mau chóng rời khỏi hiện trường. Tạm biệt, cậu bạn che miệng nở nụ cười sung sướng. Đợi đến khi Thư Hàng và Triệu Nhã Nhã đi rồi, cậu chàng vừa trúng một cước mới vật vã đứng lên từ tư thế quỳ, mặt đầm đìa nước mắt. Đau quá, đau như sát muối ấy chứ. Ừm. Cậu bạn bên cạnh cũng thấy thốn thốn, hắn đứng bên nhìn cú đá đó thôi mà cũng thấy đau theo rồi. Gen nhà tống Thư Hàng tốt thật, cô chị lần trước cũng xinh, cũng chân dài, cô chị lần này chẳng kém là bao, lại còn được thêm cái đồng phục bác sĩ rất ghi điểm chứ. Tao thích bác sĩ nữ nhất đấy chỉ mong được cô ấy tiêm mỗi ngày. Rồi mong được làm anh rể Tống thư hàng, rể cô nào cũng được. Nói xong, cậu ta còn giơ ngón cái lên. Chương 56, nhất định phải có lòng đề phòng người. Trên đường đi, Triệu Nhã Nhã đột nhiên hỏi, "Thư hàng, hình như lúc khai giảng chị đưa em đến trường không gặp hai người khi nãy nhỉ? Sao bọn họ lại biết chị?" Tống thư hàng chớp mắt. "Ha ha ha, em nghĩ chắc là bọn nó nghe mấy tên thổ ba nhắc đến chị." sau đó thông qua thủ đoạn nào đó mà tìm thấy ảnh của chị không chừng ấy nói dối lộ liếu quá nha triệu nhã nhã hừ một tiếng nói hơn nữa theo như giọng điệu và vẻ mặt của bọn họ khi nãy cũng có thể thấy được bọn họ vừa mới gặp được chị của em không bao lâu hơn nữa lúc em giới thiệu chị một tên nhóc đứng bên cạnh tỏ ra khá kinh ngạc rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chị cho nên mau khai thật ra đi chị mà bọn họ nói có phải là bạn gái của em không hay là vì lớn tuổi hơn em nên em ngại không tiện giới thiệu cho chị biết. Triệu Tỷ tỷ vẫn cứ thiết diện vô tư như thế, suy luận không thua gì thám tử, vạch trần lời nói dối của Tống thư hàng một cách thẳng thừng. Không có mà, thật sự không phải bạn gái của em đâu, chị phải tin em. Tống thư hàng lập tức trả lời rất thành khẩn. Ừ, cái này thì là thật đây, nhưng quả nhiên trước đây không lâu từng có một chị gái cùng em rời khỏi ký túc xá nam sinh. Triệu nhã nhã nheo mắt lại. Sao rồi, đã từng nghĩ tới chuyện phát triển mối quan hệ lên tầm cao khác chưa? Gần đây cũng có mốt tình chị em đấy, hơn nữa nếu như kết hôn ấy thì có lớn hơn vài tuổi cũng được, tiện chăm sóc em, chị tin là cô với dưỡng cũng sẽ không phản đối đâu. Chết sở, nhỡ mồm nói ra mất rồi, tống thư hàng ủ rũ, còn nữa, bạn là con gái thì liên quan gì đến chuyện kết hôn chứ? Chẳng lẽ không có quan hệ bạn bè trong sáng giữa nam và nữ à? nhất định phải bẻ lái qua chuyện như kết hôn mới được sao không trêu em nữa bất quá nếu như em thật sự có bạn gái thì nhất định phải nói cho chị biết đó chị đi trước đây triệu nhã nhã vô vai tống thư hàng sau đó bước lên vẫy một chiếc taxi mỉm cười rời đi tống thư hàng vẫy tay trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm trước mặt triệu nhã nhã hắn thật sự không thể nào nói dối được bởi vì đối phương hiểu về hắn quá rõ nói dối sẽ bị vạch trần dễ dàng cũng may là không bị chị ấy nhìn ra chuyện mình tu chân, cũng đúng, dù sao thì chuyện tu chân này đối với người bình thường mà nói chẳng khác nào chuyện mơ mộng viễn vông. Bình thường thì không ai đánh đồng tu chân và hiện thực hết. Tóm lại, trước khi mình quyết định nói thẳng chuyện tu sĩ với chị ấy thì nhất định phải bảo vệ bí mật này cho thật tốt, đừng nên để chị ấy đoán ra thì hơn, miễn cho mang đến tai vạ cho mình và người thân. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Bác Hà Tán Tiên vừa mới cảnh cáo hắn xong, Hắn cũng không dám lấy tính mạng người thân ra để đùa giỡn. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ đến kẻ đang âm thầm điều tra sau lưng hắn. Không thể có lòng hại người, nhưng phải có lòng đề phòng người. 6 giờ chiều, trong phòng của Lý Dương Đức. Lúc Tống thư hàng tới thì Lâm Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ đã uống khá nhiều. Hai người bọn họ đang ôm chầm lấy nhau, thỉnh thoảng Cao Mỗ Mỗ sẽ la khóc một tiếng, nhìn qua vô cùng đáng thương lâm thổ ba thì ôm cậu ta lớn tiếng an ủi, liên tục dỗ dành. Hai người này rõ ràng đang nói tiếng chung, nhưng Tống Thư Hàng nghe chẳng hiểu câu nào, có trời mới biết hai con ma men này đang nói cái quỷ gì. Lý Dương Đức cười khổ, mở cửa cho Tống Thư Hàng xong thì lập tức hỏi. Thư Hàng, mày có biết sốt cuộc là cao mỗ mỗ đã gặp phải chuyện gì hay không? Vừa mới tới đã đòi sống đòi chết, lôi kéo thổ ba tu rượu ừng ực, uống một lúc lại bắt đầu la ó cái gì mà, tao bị vấy bẩn rồi, tao không muốn sống nữa, đủ kiểu chẳng hiểu gì hết. Nói thật. Một thằng con trai cao to như nó ngồi đó la khóc, tao bị vấy bẩn rồi, kiểu đó thực sự làm người ta thấy sợ đó. Chuyện này tao biết này. Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Tống Thư Hàng lại kể chi tiết chuyện mà hắn đã nhìn thấy ở trong ký túc xá cho Lý Dương Đức nghe, đương nhiên bỏ qua chuyện ra Cát Nguyệt nói có người theo dõi mình. Tống Thư Hàng cũng không muốn ba người bạn cùng phòng của mình bị mình làm hại gặp phải chuyện nguy hiểm. Lý Dương Đức nghe xong thì lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. Ra cát nguyệt ấy à, tao cũng có chút ấn tượng, là thành viên nòng cốt của bộ thông tin trong trường học đó, còn giới tính thì chắc là nữ nhỉ. Lý Dương Đức sờ cầm suy nghĩ một lúc rồi nói, bởi vì lúc trước tao có vài thứ cần thiết cho nên đã hách vào mạng trường để tra xét chút thông tin. Cho nên cũng biết chút tin tức của thành viên chủ yếu trong đó nhưng tao đã hỏi cao mỗ mỗ trước rồi, đối phương không phải con trai. Kết quả sắc mặt thằng này trắng bệch lạ lắm, lại còn lắc đầu đầy vẻ thất vọng. Sau đó tao lại hỏi đấy là con gái à, sắc mặt của nó lại càng khó coi hơn, nhưng vẫn lắc đầu kiểu đau đớn dữ dội lắm. Tao lại hỏi chẳng lẽ là song tính à, kết quả tên này vừa khóc lóc vừa nói không phải, nói là chuyện này tao không hiểu được đâu. Tống Thư Hàng nói, vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đối phương là người chuyển giới à. Lý Dương Đức đoán, nói như mày thì đúng là hình như chỉ còn lại khả năng này thôi nhỉ. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Cao Mỗ Mỗ, ánh mắt cả hai đều mang theo vẻ thương hại. Lý Dương Đức, hôm nay cứ để cho lão Cao say một trận cho thỏa đi nhỉ. Tống Thư Hàng gật đầu. Ừ, cứ vậy đi. Vốn cả đám còn định tối nay ra ngoài ăn cơm, nhưng bộ dạng say quên đất quên trời của Cao Mỗ Mỗ thế này mà kéo ra ngoài thì quả thực là mất mặt lắm. Cho nên Lý Dương Đức sáng suốt gọi giao hàng tận nơi, cả rượu cũng gọi ship đến. Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ chỉ uống mỗi rượu, chẳng ăn bao nhiêu. Bây giờ hai người đó cũng đã say mềm sắp nằm bất tỉnh nhân sự rồi. Tống Thư Hàng và Lý Dương Đức ngồi vào bàn, vui vẻ hưởng thụ bữa tối thịnh soạn. "Đúng rồi, Dương Đức này, trường của mình sắp mở đại hội thể dục thể thao à?" "Sao tao không biết gì hết thế nhỉ?" Tống Thư Hàng hỏi dò. "Mày đương nhiên là không biết rồi." Bởi vì chưa hôm nay lớp mình mới thông báo chuyện này. Lúc đó mày đang bị người bạn kỳ lạ kia lôi đi mất rồi còn đâu. Lý Dương Đức nói tới đây thì lại cười bí hiểm. Đúng rồi, thư hàng, buổi chiều lúc mày chưa tới, cô bạn học tên Lục Phỉ kia còn đặc biệt tới tìm bọn tao hỏi thăm tin tức của mày đấy. Hừm. Tống thư hàng ngẩn ra, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Hắn chỉ mới ngồi cạnh cô nàng Lục Phỉ kia có vài tiết thôi mà hơn nữa hắn còn chưa nói qua một câu nào với người ta, giờ hắn biết phải nói gì cho đúng đây. Hắc hắc, Lý Dương Đức cười hắc hắc, lại nói thêm. Ngoài ra, chuyện báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao cũng thú vị lắm. Tao kể rõ cho mày nghe, đại loại là đại hội lần này có mục chạy đường trường 5.000m của Nam, kiểu như chạy gãy cặp giò luôn ấy. Lớp mình không có ai tình nguyện tham gia hết, cho nên cuối cùng mọi người đẩy qua đẩy lại, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng rơi trên đầu kẻ nào đó xin nghỉ học không đến lớp được. Tao gợi ý một câu, kẻ nào đó họ Tống. Tao có thể mắng một câu không? Tống Thư Hàng cảm giác gân xanh trên trán sắp bung ra tới nơi. Mẹ nó bị gài hàng rồi, chạy 5.000 mét, chạy chết người đó trời. Đúng là suối quẩy mà. Ách, đợi đã, vừa rồi đầu óc còn chưa kịp nghĩ thông. Nếu như là hai ngày trước thì có lẽ thực sự có thể chạy gãy chân, nhưng nếu là bây giờ thì chỉ là 5.000 mét thôi, có lẽ thực sự không sao hết nhỉ. Đừng có mắng vội, mà có mày có mắng cũng thế thôi. Danh sách tham gia đại hội đã nộp lên rồi, ngày 7 tháng 6 mày cứ ngoan ngoãn đi chạy 5.000 mét đi. Tới lúc đó mày không muốn chạy cũng phải chạy, không lên cũng sẽ có người sách mày lên. Cố gắng lên nhé, nếu như giành được giải quán quân thì sẽ được cộng thêm điểm đó. Lý Dương Đức cười gian nói. Được rồi, chạy 5.000 mét thôi chứ gì điểm cộng này tống mô ăn chắc rồi. Tống thư hàng bày ra bộ dạng phóng khoáng rồi nói. Khí phách lắm, cạn. Lý Dương nước cầm ly lên. Cạn. Lâm thổ ba say mềm nằm dưới đất đột nhiên cười hắc hắc dơ ly lên. Chỉ thấy hai mắt của cậu ta tỉnh rụi, làm gì giống đang say. Mẹ nó, hóa ra là tên này đang lừa cao mỗ mỗ à. Tội nghiệp cao mỗ mỗ, lúc này đã nằm bẹp dí cũng không biết lúc cậu bị chuốc rượu thì đã bị tên xấu xa thổ ba này dụ khai ra bao nhiêu bí mật không dám để ai biết rồi nữa. Tống Thư Hàng cầm ly cười hắc hắc. Cạn. Chương 57, đô con nam hạo mãnh. Sự thật chứng minh, cho dù là tu sĩ cơ bản vừa mới bắt đầu nhưng cũng đã không phải phàm nhân nữa rồi. Sau hai lần dùng thối thể dịch, lại tu luyện thêm kim cương cơ sở quyền pháp, cùng với chân ngã minh tưởng kinh, Xong thì không chỉ riêng tố chất thân thể của Tống Thư Hàng là trở nên mạnh mẽ, ngay cả tử lượng cũng trở nên cao hơn. Trước kia hắn giỏi lắm chỉ có thể uống ngang cơ với cao mỗ mỗ, hôm nay có thể chuốc say hai con ma men như Lâm Thổ Ba và Lý Dương Đức. Sau khi chuốc say hai người kia, Tống Thư Hàng cảm giác đầu óc mình vẫn còn đặc biệt tỉnh táo, tư duy vẫn rõ ràng, giống như chỉ uống có một ly nước thôi chứ không phải uống hết một chai rưỡi rượu. Đỡ ba tên say khướt không biết trời trăng gì kia lên giường sau đó tống thư hàng đánh răng xúc miệng rồi đứng dậy trở lại ký túc xá hắn cũng không muốn chen chúc ngủ cùng với ba tên ma men kia một mình đi mãi đi mãi bất giác hắn lại đi đến ngõ hẻm ở khu đại cát lần này chắc là không gặp lại cô nàng kia nữa nữa đấy chứ dù sao chiều hôm nay đã gặp cô ta một lần rồi hắn thầm nghĩ trong lòng trừ phi cả ngày cô nàng kia cứ ở lì ở chỗ này bằng không thì không thể nào gặp mấy lần trong một ngày được một đường đi tới, vô cùng tĩnh lặng. thế giới kiểu này thật yên bình. hắn thầm gật đầu. nếu như mỗi ngày đều có thể êm đềm thế này thì thật tốt. lại nói, trước kia lúc đi tìm phòng ở cùng dược sư tiền bối cũng không gặp phải tên du côn các ken nào, lúc đó cũng rất hòa bình. a, à, không đúng. nghĩ tới dược sư, tống thư hàng lập tức nhớ đến một chuyện. lúc đi cùng với dược sư tiền bối thì cũng không phải thuận buồm xuôi gió gì, bởi vì lúc ấy có kẻ theo dõi ở phía sau nhưng bị một ánh mắt của dược sư tiền bối dọa cho bỏ chạy. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng sờ sờ cầm. Một lát sau, hắn đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén. Đi ra đi, lén lén lút lút đi theo sau ta lâu như vậy làm gì? Hay là nói, muốn ta tự tay bắt người đi ra? Tống Thư Hàng chỉ là đột nhiên xúc động cho nên mới làm ra hành động này. Thực tế thì Tống Thư Hàng mới chỉ tập cơ bản, tuy rằng thị lực và các giác quan còn lại đều cao hơn hẳn người thường, nhưng hắn chỉ là một con chim non, không có kinh nghiệm đối địch dày dặn, cũng không thể nào phát hiện có người theo dõi sau lưng mình hay không. Hắn chỉ muốn thử một chút mà thôi. Nếu như không có người thì may quá, cũng sẽ không có ai nhìn thấy hành động đáng xấu hổ này của mình. Nếu như thật sự có người bị hắn lừa đi ra thì cũng tiện chấm dứt chuyện này. Đồng thời, Tống thư hàng cũng lặng lẽ mở danh bạ điện thoại lên, mò số của dược sư đã lưu ở trong máy lên. Nếu vậy thì dù thật sự gặp phải chuyện gì hắn cũng có thể lập tức gọi điện cho dược sư cầu cứu. Mặc dù hơi ngại nhưng nếu như nguy hiểm đến tính mạng thì thứ như mặt mũi này tự nhiên có thể ném đi khỏi cần nghĩ tới. Ánh mắt của Tống Thư Hàng vẫn nhìn chằm chằm về phía sau. Một lát sau, thật sự có một bóng người chậm rãi bước ra từ chỗ góc khuất kia. Lợi hại lắm, tôi đã ẩn nấp kỹ như vậy mà cậu vẫn phát hiện ra được. Thân ảnh kia là một người thanh niên thân cao hai thước, lưng hùm vai gấu anh ta để quả đầu bóng lưỡng, khiến cho người ta cảm thấy có cảm giác áp bách. Nhưng quỷ dị nhất chính là người này lại cho Tống Thư Hàng một loại cảm giác mặt mày dịu dàng. Đúng vậy, cho dù đầu bóng lưỡng, lưng hùm vai gấu, chỉ riêng hình thể thôi đã cảm thấy vô cùng áp bách rồi. Nhưng gương mặt của người này lại khiến cho người khác có cảm giác thật thà tốt bụng đáng yêu. Cảm giác tương phản quái quỷ gì thế này? Hơn nữa, thể hình đô con như vậy lại có thể lặng lẽ bám theo sau lưng tống thư hàng không phát ra chút tiếng động nào, kỹ năng ẩn thân của người này đã mắc LV rồi à? Anh là ai, tại sao lại theo dõi tôi? Tống thư hàng nheo mắt lại hỏi, hắn có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của tên này. Chớ có lo lắng, bạn học tống thư hàng, tôi cũng là học sinh của khu đại học Giang Nam, phó hội trưởng của hội tán đả, tên là Nam Hạo Mãnh. Tên đô con kia tự giới thiệu, sau đó bóp bóp nắm tay nói. Lý do tối hôm nay tôi đi theo cậu là vì đêm qua trong hội tán đả chúng tôi có hai tên không nên thân, trong lúc chiêu gẹo con gái nhà người ta bị bạn học tống thư hàng cậu đánh cho một trận. À, đàn em bị người ta đánh, đi tìm anh khóc lóc kể lể, sau đó anh làm đàn anh nên muốn ra mặt trả thù cho đàn em chứ gì. Tống Thư Hàng nói, nếu như hai ngày trước Tống Thư Hàng nhìn thấy tên nào có thân hình to như bồ tượng thế này mang theo ý xấu đứng trước mặt xiết tay thì nhất định sẽ nhanh chân chạy thục mạng trước. Bất quá bây giờ, sau khi dùng thối thể đích hai lần, tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp với chân ngã minh tưởng pháp xong, trong lòng Tống Thư Hàng không hề có chút sợ hãi nào, chiến ý dâng trào. Ngoài ra, nếu như tên này đã là đại ca của đám bất lương kia thì hắn cũng không phải người đã điều tra thông tin về mình ở trường học vào trưa hôm qua được, bởi vì tối hôm qua Tống Thư Hàng mới gặp phải đám bất lương cùng với cô gái tóc ngắn kia. Ha ha, làm gì có, chuyện đi trêu gẹo con gái hai thằng kia cũng không dám nói cho tôi biết, nếu không phải tôi tình cờ nghe thấy bọn nó nói chuyện thì cũng không biết bọn nó đã bị cậu đánh cho một trận. Đám không nên thân đó, tuy thường hay đi chung với bọn du thủ du thực khác, nhưng tôi cũng không ngờ bọn nó thậm chí còn đi trêu gẹo mấy cô con gái yếu đuối tay chói gà không chặt. Tôi cũng đã tương cho bọn nó thêm một trận nên thân rồi, trong khoảng thời gian ngắn chắc bọn nó không xuống giường nổi đâu. Nam Hảo mãnh cười nói, con gái tay chói gà không chặt, đâu con à, đấy là do anh chưa thấy cô nàng ấy mở trạng thái vô song rồi. Nếu như anh nhìn thấy cảnh tượng cô nàng kia trong vòng 10 giây đã đánh 11 thằng bất lương nằm thẳng căng chiều nay, bảo đảm cũng sẽ không thêm thêm câu tay chói gà không chặt sau chữ con gái kia đâu. Vậy anh đi theo sau lưng tôi làm gì? Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi. Ấy, tôi nghe hai thằng nhãi không nên thân ấy nói, bạn học Thư Hàng rất lợi hại. Cho nên tôi muốn tự mình đến xem thử. Nam Hạo mãnh vẫn giữ nguyên nụ cười thật thà phúc hậu kia, anh ta trời sinh thần lực, không chỉ đô con thôi, mà khí lực cũng phải gấp đôi so với người cùng kích cỡ. Trở thành cao thủ cô độc ở câu lạc bộ tán đả. Cho nên khi Nam Hạo mãnh nghe thấy có một người một tay cầm đầu nhấc bổng thằng đàn em không nên thân của mình thì trực giác nói cho anh ta biết anh đã gặp được đối thủ tốt rồi. Vậy nên anh mới hớn hở đuổi theo. Bây giờ, sau khi nhìn thấy Tống Thư Hàng thì anh càng thêm tin vào suy nghĩ ấy cậu học đệ thoạt nhìn vừa lùn vừa gầy hơn mình đây là một cao thủ. Đương nhiên, cậu có thể cho là tôi đang ra mặt dùm cho bọn đàn em bị bắt nạt cũng được. Nếu nói thế, khiến cậu thấy tức giận thì bọn mình đánh nhau mới đã. Dù sao thì tôi cũng có ý ra mặt cho đám đàn em đấy. Nam hạo mãnh thủ thế dùng trong tán đả, trong mắt lóe lên tinh quang. Trong nháy mắt, hắn đã chuyển từ hình thái thật thà vô hại thành mãnh thú rồi nói nhảm nhiều như thế hóa ra là vì anh muốn đánh nhau à? Tống Thư Hàng hỏi, đúng vậy, tôi chỉ muốn đánh một trận cho đã mà thôi. Nam Hạo Mãnh nói xong thì tuyết miệng cười tâu. Ngoài ra, mấy lời dài dòng ban nãy đều là cậu bảo tôi nói mà. Thực ra thì tôi cũng không phải người thích nói nhiều đâu, tôi thích dùng nắm đấm để nói chuyện hơn. Tống Thư Hàng, không thích nói nhiều mà còn nói lắm như thế. Nếu tên này mà còn gọi là không thích nói chuyện thì phải đạt tới mức độ nào mới có thể gọi là lắm mồm đây. Tôi sắp bắt đầu đây. Nam Hạo mãnh bước tới gần Tống Thư Hàng, tay phải tung một cú đấm thẳng ra, lực mạnh thế vững. Tống Thư Hàng không dám sơ suất, hôm nay hắn vừa mới chính thức tu luyện cơ bản, không thể xem thường tên đô con luyện tán đả này. Thấy đổi phương đánh một quyền trực diện, Tống Thư Hàng lật tay, tiện tay dùng quyền pháp căn bản ba. Tay tạo thành chảo, chảo như rồng quẫy. Ngón tay khẽ quặp lại, tóm chặt cổ tay của Nam Hạo Mãnh, ngăn cản một quyền, khiến quyền đầu của anh ta không thể tiến thêm được chút nào. Nam Hạo Mãnh cũng cảm thấy cổ tay đau đớn, ngón tay của Tống Thư Hàng chộp lấy cổ tay hắn giống như một gọng kềm cộng lực. Mấy người có vóc người nhỏ con như Tống Thư Hàng bình thường anh có thể hất văng chỉ bằng một tay. Nhưng anh đã dùng sức vẫy mạnh mấy cái nhưng tay của Tống Thư Hàng vẫn lù lù bất động. Mà lúc này, Tống Thư Hàng lại thoáng nhíu mày, yếu quá. Yếu muốn chết luôn. chương 58, Bạch Trân Quân. Nhưng Tống Thư Hàng lập tức hiểu ra, không phải nắm đấm của đối phương yếu, mà là do hắn đã trở nên mạnh mẽ. Thối thể dịch khiến cho cường độ thân thể của hắn gần như đã đạt tới cực hạn của thân thể con người. Mà sau khi tu luyện thêm một bộ quyền pháp cơ bản thì tổ chất thân thể của hắn lại có thêm thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Nam Hạo mãnh lại hớn hở cười lớn của nhiên là cao thủ chân chính, chảo công thật lợi hại. Cánh tay bị siết chặt kia tạm thời không rút lại được, cậu không chút do so dự co chân lên một gối cực mạnh. Mấy động tác co gối thúc kiểu này đương nhiên không được phép dùng trong tán đả truyền thống, nhưng Nam Hạo Mãnh bây giờ cũng không phải đang thi đấu tán đả, mặc dù cậu ta to con, cười lên có vẻ khù khờ thật, nhưng cậu cũng không phải kẻ ngu. Lúc đánh nhau thì đương nhiên cứ chiêu này mạnh thì tung chiêu ấy thôi. Tống Thư Hàng thở dài, bàn tay đang tạo thành long chảo của hắn hất mạnh lên. Chảo như rồng muốn lượn, mỗi chảo đều uốn lượn như rồng. Vũ không chỉ riêng long chảo, mà còn có con mồi đang bị túm nữa. Nam Hạo mãnh lập tức cảm giác thân thể hơn 220 cân của mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hơn nữa đối phương chỉ dùng có một tay. Nhịp tim mãnh liệt của Nam Hạo mãnh lúc này cũng hụt đi một nhịp, sức lực thật khủng khiếp, đối phương dùng một tay không chỉ có thể nhấc bổng thằng đàn em không nên thân của mình, mà ngay cả người to con như hắn cũng dễ dàng bị sách lên. Thế nhưng tôi không bị đánh bại dễ dàng như thế đâu. Hay, nam hạo mãnh giống to, thân thể dùng sức đè xuống, muốn cưỡng chế thân thể đáp xuống. Đồng thời tay phải cũng co lại, chỉ chờ thân thể rơi xuống đất thì sẽ phát động thế tấn công như vũ bão. Nhưng đúng lúc này, Tống Thư Hàng lại ra tay lần nữa. Quyền pháp căn bản 2 quyền đánh như sao rơi, nháy mắt đã đánh hơn 10 quyền, liên tục đánh lên người Nam Hạo Mãnh không ngừng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vượt xa sự phản ứng của Nam Hạo Mãnh. Cho nên nên to con kia ngoan ngoãn trở thành cái bao cắt bị nện liên tục giữa không chung. Trong lúc phung quyền, Tống Thư Hàng cũng không đọc nhầm quyền kinh khẩu quyết. Thứ nhất là thời gian không đủ, thứ hai là nếu như đọc quyền quyết tại nơi này khiến cho linh khí tập trung ở nắm đấm, nện xuống một cú nói không chừng sẽ đập thủng một lỗ trên người đối phương mất. Đến lúc đó, thứ chờ đợi Tống Thư Hàng là tai ương ngồi tù bóc lịch. Lỡ như suối quẩy thì không chừng đi vào hãy còn là nụ hoa bé bé, đi ra đã thành hướng dương thì tèo. Hơn nữa, lúc hắn vùng quyền còn cố gắng chỉ dùng có nửa sức thôi. Dù là như thế, nắm đấm đã trải qua luyện thể của hắn cũng mạnh tới đáng sợ. Hơn 10 quyền kiên nện xuống xong thì bao cát nam hạo mãnh đã bị đập cho choáng váng. Nam hạo mãnh ngã dập mặt. Tống Thư Hàng thua quyền, thở ra một hơi, rất có phong phạm cao thủ. Nam hạo mãnh đau đớn xoa mấy chỗ bị nện chúng, hỏi. Cậu dùng kiểu đánh gì thế? Phó thuật cổ của hoa hạ à? Quyền pháp căn bản 2. Ngữ khí của Tống Thư Hàng chợt có phần nặng nề. Quyền pháp căn bản 2. Đấy là cái quỷ gì? Nam hạo mãnh phỉ nhổ. Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy phiền muộn quá thể nếu như có thể thì hắn đương nhiên cũng muốn báo ra một cái tên oai phong dọa người lắm chứ. Đáng tiếc hắn nhất định không có duyên với mấy cái tên oai phong kia rồi. Nhìn thấy sắc mặt của Tống Thư Hàng xa sầm xuống, Nam Hạo mãnh quyết đoán nhận thua. Tôi thua rồi. Hắn thở dài, bởi vì hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Hắn trời sinh thần lực, nhưng khí lực của đối phương còn lớn hơn cả hắn. Dù một thân công phu tán đả của hắn vô cùng vững chắc, nhưng quyền pháp của đối phương thật sự cao minh hơn tán đả của hắn nhiều lắm. Lựa chọn sáng suốt lắm. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vậy đi, theo lệ cố thì kẻ khiêu chiến thất bại cần phải trả một cái giá lớn. Nam Hạo mẽ nguyệt vẹt. Tôi không có tiền. Anh nghỉnh cổ lên, cùng lắm thì lại bị nện thêm một trận thôi, đòi tiền thì không có, nhưng cần mạng thì có một cái đây. Anh tuyệt đối sẽ không cổ suý cho mấy hành vi xấu xa chấn lột tiền bạc thế này. Tôi không cần tiền tống thư hàng nói dối gần đây hắn rõ thiếu tiền tôi cần các người điều tra một số việc giúp tôi sức của một người là có hạn đám bất lương kia lại có cách nghe ngóng tin tức riêng của họ có lẽ hắn có thể tìm được tin tức của kẻ đã điều tra hắn ngày hôm qua từ đám này tuy rằng đã quyết định nhờ vả dược sư tiền bối tìm giúp nhưng chuẩn bị nhiều một chút cũng không thiệt thòi một lát sau nam hạo mãnh gãi gãi đầu cậu muốn tôi tìm ra kẻ đã điều tra cậu chưa hôm qua hả? À? thật ra thì chuyện này cũng không khó lắm, chỉ cần biết được lúc đó người kia đã hỏi thăm bạn học nào về tống thư hàng, sau đó lại thông qua bạn học kia để điều tra ngược lại, sau đó lại từ từ đoán thân phận của người đó là được. lỡ như không được nữa thì anh có thể đi xem camera quan sát của trường, ở trong trường anh cũng có vài phần quan hệ. nhưng dù mình có đánh thua đi nữa thì dựa vào cái gì mà mình phải giúp tống thư hàng chứ? anh chỉ tới tìm người đánh nhau thôi, cũng có đồng ý là thua thì phải giúp đâu, cùng lắm thì đánh thêm một trận là được. Anh sẽ giúp tôi chứ, nam học trưởng. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống bên cạnh nam hạo mãnh, hai mắt nheo lại, trong mắt toát ra vẻ nguy hiểm. Nếu như nam hạo mãnh dám phun ra nửa chữ không thì lại nện thêm một trận chết bỏ. Sắc mặt nam hạo mãnh sắm ngoét, anh ta cười cười gãi đầu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sai mấy thằng nhóc không nên thân kia với bạn của nó đi tìm hiểu chuyện này. Nhưng tôi không dám cam đoan là có thể tra được kết quả gì không nhé. Anh cứ có cảm giác, trong nháy mắt vừa rồi, nếu như anh không đồng ý thì nhất định sẽ rất thê thảm. Tống Thư Hàng mỉm cười hài lòng. Nếu đã vậy thì tôi nhờ cả vào anh đấy, nam học trưởng. Sau khi đánh xong một trận, Tống Thư Hàng cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Đánh một trận này, không chỉ thư giãn gân cốt, càng khiến cho hắn lĩnh ngộ sâu thêm về kim cương căn bản quyền pháp. Loại lĩnh ngộ này khác với loại lĩnh ngộ theo kiểu nhồi nhét như trong không gian ảo giác kia. Loại lĩnh ngộ có được từ trong chiến đấu thế này càng linh hoạt hơn, có thể khiến cho sau này Tống thư hàng thi triển kim cương căn bản quyền pháp sẽ có được hiệu suất cao hơn. Tiết kiệm được nhiều thể lực hơn, lại có thể sinh ra nhiều khí huyết hơn nữa. Thực chiến vẫn luôn hữu hiệu hơn học vẹt nhiều lắm. Có lẽ mình nên tìm nhiều đối thủ hơn để rèn luyện quyền pháp nhỉ? Ừm, cứ nhớ đấy, ngày mai lại hỏi thăm dược sư tiền bối xem giai đoạn hiện tại mà thực chiến nhiều rốt cuộc có tác dụng gì đối với mình hay không. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Thuận lợi trở về ký túc xá. Tống Thư Hàng lại quen tay mở nhóm cửu châu số 1 lên. Bên trong nhóm có rất nhiều tin nhắn. Đầu tiên là tin nhắn buổi trưa dược sư giúp Tống Thư Hàng đổi lấy hai loại công pháp cơ bản. Tiếp theo là hai phút trước, đồng quái tiên sư gửi bản thiên sư tính toán thời gian rồi, một quãng thời gian nữa là tới lúc Bạch chân Quân kết thúc thời gian bế quan 110 năm rồi nhỉ. Bắc Hà Tán Nhân gửi một ai cần cứng nhắc lên, sau một hồi lâu mới nói. Bạch chân Quân là bế quan cuồng nhân, thật là mẫu mực của chúng ta. Lần này xuất quan hẳn là cách linh tôn thất phẩm không xa rồi nhỉ. Phỏng trừng không bao lâu nữa chúng ta phải gọi Bạch Tiền Bối là Bạch Tôn Giả rồi vấn đề quan trọng nhất chính là sau khi Bạch chân Quân bế quan xong nhất định sẽ liên lạc với chúng ta đúng không? Tới lúc đó ai đi đón hắn đây? Một ai đi tên Túy Nguyệt Cư Sĩ nói tiếp. Tống Thư Hàng luôn cảm giác cái tên Túy Nguyệt Cư Sĩ này nhìn quen lắm, hình như thường xuyên trồi lên nói chuyện trong nhóm. Nhưng không rõ tại sao, luôn không có cảm giác tồn tại, hắn nhìn xong quay đầu đi một cái là quên tuốt. Túy Nguyệt Cư Sĩ vừa nói một câu thì trong nhóm lại im phăng phắc, sau một lúc lâu, bác Hà Tán Nhân mới nói. Ta nói trước, lần trước ta đã đi đón Bạch chân Quân rồi. Lần này kiểu gì cũng không tới lượt ta đi đâu. Nghe khẩu khí của hắn thế này thì giống như đi đón Bạch chân Quân xuất quan là chuyện gì đáng sợ lắm không bằng. Cuồng đao tam lãng đột nhiên trồi lên. Gần đây ta cảm giác cảnh giới của bản thân đang dục dịch, chuẩn bị bế quan vài năm, mọi người từ từ bàn. Tam lãng người lừa ai đấy, người mới lên tới linh hoàng cảnh hậu kỳ trước đây không lâu còn lâu lắm mới đột phá mà bắc hà tán nhân gửi kèm một cái ai cần cười lạnh gần đây ta có kỳ ngộ cho nên cảnh giới sắp tăng lên rồi mặc kệ các ngươi có tin hay không dù sao thì ta tin là được sắp tới ta sẽ bế quan không có việc hay không cũng đừng tìm ta cuồng đao tam lãng nói với vẻ kiên định các ngươi vội cái gì đồng quái tiên sư bình tĩnh nói tiếp cũng có phải bạch chân quân xuất quan ngay bây giờ đâu mà, còn một quãng thời gian nữa. Tới lúc đó chuyện tự nhiên có cách giải quyết, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng ấy mà. Lẽ nào ngươi đã có diệu kế gì? Bác Hà Tán Nhân hỏi. Đồng quái tiên sư. Hừ hừ, Sơn Nhân đương nhiên có diệu kế, nhưng ta tuyệt đối không nói cho Bác Hà ngươi biết đâu, ngươi đừng có mơ. Đáng chết, Bác Hà Tán Nhân xiết tay, con mẹ nó chứ. Cuộc chiến trên đỉnh tử cấm 3 tháng sau nhất định phải đập chết tên toán quái này, đánh cho cả mẹ của hắn cũng không nhìn ra hắn. Tống thư hàng kéo nhật ký chắt xem, vừa định nói xen vào một câu để thể hiện cảm giác tồn tại một cái. Nhưng không hiểu tại sao, nhìn thấy bộ dạng rượu kế trong tay của đồng quái tiên sư thì hắn cứ có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ đầu xuống tận cúc hoa. Hắn có dự cảm, nếu như hắn lên tiếng ngay bây giờ thì nhất định sẽ tự chuốc vạ vào thân. Chương 59, kịch độc đêm dài tĩnh mịch, tiếng ve cùng tiếng ếch ồm ộp vang lên không ngừng. Trong màn đêm, có một bóng dáng mặc bộ đồ giả hành màu đen, lẩn giữa bóng tối, lặng lẽ chuồn tới gần khu ký túc xá nam. Cuối cùng, kẻ nọ đứng dưới khoảng sân dưới phòng ký túc xá của Tống Thư Hàng. Hẳn là ở đây nhỉ? Bóng đen thì thào, rồi hắn nhẹ nhàng nhảy lên, veo, một cái đã tới được sân thượng ký túc xá. Tầng 2 của ký túc xá nam sinh nằm ở độ cao 3 mét dưới, hơn nữa còn có hàng rào chắn cao chừng 4 mét. Vậy mà bóng đen này chẳng cần điểm tựa nào, cứ thế nhảy vào tới ban công. Với cái sức bật thế này, nếu đi thi đấu vì nước nhà thì... Giành được huy chương vàng thế giới là chuyện trong lòng bàn tay, không cần chạy lấy đà đã nhảy được 4 mét, dù là vận động viên nhảy cao, nhìn thấy cái thành thích này, hẳn sẽ dương dưng cống nạp đầu gối của mình rồi quỳ xuống. Đương nhiên, khả năng cao là toàn thể nhân dân trên thế giới sẽ nghi ngờ người này uống thuốc kích thích, hoặc ngầm lắp thứ sản phẩm khoa học kỹ thuật gì trong cơ thể chăng cửa sổ ở ký túc xá nam là kiểu sát đất đơn giản mà vẫn đẹp người áo đen cảnh giác nhìn chung quanh một hồi xác định rằng không có ai rồi mới lấy một lưỡi dao mỏng cắm vào khe cửa sổ chưa kịp nhìn rõ hắn làm gì thì ổ khóa cửa sổ đã bị bật ra cái kỹ thuật mở khóa này phải đạt level mắc rồi ấy chứ hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ rồi lẻn vào phòng động tác của hắn uyển chuyển như một con mèo, không hề tạo ra tiếng động nào. Trong phòng, Tống Thư Hàng nằm giang tay giang chân thành hình chữ, đại, ngủ say như chết. Sáng nay giúp dược sư tiền bối tìm nhà, rồi luyện thối thể dịch. Sau đó thì học quyền pháp căn bản, và minh tưởng pháp, trước khi về phòng còn đánh lộn một trận. Hôm nay xảy ra nhiều việc quá, chúng rút hết tinh lực của hắn rồi. Giờ, dù có người dáng cho hắn hai cái bạt tai, thì Tống Thư Hàng cũng khó mà tỉnh nổi. Với thân phận một tu sĩ, thì kinh nghiệm và tính cảnh giác của hắn còn quá kém, phải gọi là gà nhất trong đám gà, còn phải rèn luyện nhiều. Vậy nên, làm một con gà vừa mới đặt chân vào giới tu sĩ, đừng có mong đợi hắn có thể tin tưởng mọi diễn biến xảy ra chung quanh như những tu sĩ cao thủ. Người áo đen nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng hồi lâu, rồi lôi cái bức ảnh tư liệu của Tống Thư Hàng trong đầu mình ra, so sánh với người này, rồi xác nhận. Đúng rồi, chính là hắn. Kẻ này dường như không cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, việc đột nhập vào dễ đến bất ngờ. Nhưng kẻ áo đen không dám thả lỏng, bởi đàn chủ vô cùng kiêng rẻ cậu thiếu niên, tống thư hàng, trước lúc hành sự, còn dặn hắn phải tùy cơ ứng biến. Nếu bị phát hiện thì đừng phân vân gì, cứ trốn thẳng. Vậy nên, từ lúc vào phòng, người áo đen vẫn duy trì trạng thái vô cùng cẩn thận, còn cố tình nhịn thở. Tiếp theo thì, phong hồn băng châu ở đâu nhỉ? Người áo đen soi xét thư hàng từ trên xuống dưới, đêm nay, hắn đột nhập vào đây chủ yếu để tìm con linh quỷ trong truyền thuyết. Căn phòng này không lớn, vậy nên, chẳng mấy chốc hắn đã tìm được mục tiêu Phong hồn băng châu đang phong ấn linh quỷ, được tống thư hàng đeo như dây chuyền trên cổ, chẳng chút đề phòng. Người áo đen cảm thấy hưng phấn vô cùng. Nhiệm vụ này dễ hơn mình nghĩ, tuyệt quá. Hắn vui sướng vô cùng, mục tiêu ngủ say như chết, nhìn có vẻ như rất khó tỉnh lại chẳng giống cao thủ gì cả. Hắn thật sự chẳng hiểu nổi, sao đàn chủ với kiêng dè một kẻ bình thường như thế chứ? Người áo đen duỗi tay trái, sờ về phía phong hồn băng châu trên cổ thư hàng. Bấy giờ, nhìn vào Tống thư hàng đang ngủ say, lòng hắn chợt nảy ra một ý. Nếu chỉ lấy linh quỷ về thì chỉ được tính là hoàn thành nhiệm vụ đàn chủ giao phó, rồi nhận được vài phần thưởng. Nhưng nếu đem cả đầu của Tống thư hàng về thì sao? Không biết chừng hắn sẽ được lòng đàn chủ, sau đó đạt được tầng công pháp cao hơn. Chẳng bao lâu sau, hắn sẽ được thăng chức, sẽ trở thành thành viên nòng cốt, thành thuộc hạ đắc lực của đàn chủ, đi lên đỉnh cao của cuộc đời, thậm chí có thể đạt được cuộc sống vĩnh hằng như đàn chủ, nghĩ mà lại thấy hưng phấn. Người áo đen lật tay phải một cái, lưỡi dao không chui trượt ra, kẹp giữa ngón tay. Ánh mắt hắn dậy lên sát ý, lưỡi dao trong tay phải lao về phía cổ họng của thư hàng, còn tay trái của hắn mò về phía dây chuyền trên cổ mục tiêu. Chỉ cần túm được linh quỷ, rồi tay phải cắt một đường và có thể đạt được vinh hoa phú quý rồi. Kẻ áo đen liếm khóe miệng, lòng khấp khởi về tương lai tươi đẹp đang chào đón. Ngay khi tay của hắn sắp đụng phải dây chuyền, thì hắn chợt thấy cơ thể mình nặng trịch, đầu choáng váng như thể có kẻ nào dùng cây gậy chết bầm, quấy tung đầu hắn vậy. Cơn đau như búa bổ khiến hắn thiếu điều thét lên thảm thiết. Chuyện gì thế này? hắn cắn răng, ép cho tiếng hét thảm chìm xuống. Cùng lúc ấy, trong lòng hắn dậy lên một cảm giác khó nói. Quả nhiên, ngay sau đó, cơn suy kiệt ập tới trong thân thể hắn, tiếp đó còn có những triệu chứng như bứt rứt, nôn mửa, ngón tay không kẹp nổi lưỡi dao nữa, khiến nó rơi tuột xuống đất. Cảm giác này, chúng độc sao? Chết tiệt, độc ở đâu chứ? Ta chúng từ lúc nào? Người áo đen hoảng hốt vô cùng. Bởi đã từng trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc, nên hắn biết rằng mình đã trúng độc hơn nữa loại độc này vô cùng đáng sợ vừa phát ra huyết khí chi lực trong cơ thể liền không thể sử dụng cơ thể chẳng mấy chốc mà kiệt quệ hắn quay phát sang nhìn tống thư hàng đang nằm trên giường đúng lúc này hắn nhìn thấy kẻ đang chìm trong giấc mộng như tống thư hàng chợt nhếch lên một nụ cười gian trá hay là cười ngọt ngào nhỉ chết rồi trúng kế rồi người áo đen vội vàng rút lui nhân lúc còn chưa gục ngã bèn vội vàng chạy ra ban công phụt sau khi rơi xuống đất miệng hắn phun ra một búng máu thấm đỏ xuống tấm vải che mặt hắn vội vàng lấy một viên thuốc giải độc ra tống thẳng vào miệng chẳng cần biết là viên thuốc này có ích hay không thế nhưng cảm giác choáng váng không hề nhạt đi thậm chí cảm giác suy kiệt còn tăng lên nhảy khỏi ban công rồi hắn cảm thấy chân mình mềm nhún chúng phải nội thương thuốc giải độc không có tác dụng người áo đen chỉ thấy tâm trí mình dần lú lẫn trước cơn đau rồn rập như kẻ say trong cơn say rượu chẳng còn sự tỉnh táo thường ngày không được phải nhanh chóng về bên đàn chủ nhân lúc chất độc này chưa kịp tấn công khắp người phải về cầu xin đàn chủ cứu mạng nghĩ đến đây hắn gắng lết cái thân hình chúng độc chạy về phía đàn chủ đây hiển nhiên là một quyết định sai lầm nếu còn tỉnh táo chắn chắn là hắn sẽ không đi gặp đàn chủ bởi hành động này sẽ làm lộ nơi ẩn thân của ngài nhưng lúc này tâm trí hắn đã dối tung lên bản năng mưu cầu mạng sống khiến hắn chạy tới cầu cứu đàn chủ đàn chủ ở trong một khách sạn ngoài trường đại học hắn ngồi trên ghế cố để đầu óc trống rỗng nhưng lại không ngừng nhớ tới cặp mắt thâm quầng sắc lẻm của dược sư đôi mắt đáng sợ đó găm chặt trong đầu hắn không thể xua đi được nghĩ đến ánh mắt đó người hắn cũng có chút nhũn ra hắn không dám tới gần dược sư cũng không thể tiếp xúc kẻ gần gũi với dược sư như Tống Thư Hàng, từ đó, hắn không thể xác định được Tống Thư Hàng là cao nhân hay phạm nhân. Mãi đến khi trời vào khuya, biết Tống Thư Hàng và dược sư đã tách ra, dưới sự thôi thúc của cơn thèm khát linh quỷ, hắn sai một vị thuộc hạ mới đào tạo được đi thăm dò Tống Thư Hàng. Không xác định được thực lực của Tống Thư Hàng, nên hắn không nỡ sai những thuộc hạ tài ba, tránh việc bị tổn thất. Để huấn luyện được đám thuộc hạ này đâu phải chuyện dễ, vừa tốn tài bạc, vừa tốn thời gian. Tính ra thì, nếu đã thành công, hẳn thuộc hạ của mình phải về rồi nhỉ. Đàn chủ nghĩ thầm, còn nếu thất bại, thì chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Thế giới của tu sĩ, tàn khốc hơn thế giới của người thường rất nhiều. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ vang lên. chương 60, sợ và vui vẻ. Vào đây, đàn chủ trầm giọng quát một tiếng, nhưng phía bên ngoài cửa chỉ đông, một tiếng rồi lại im lặng không một tiếng động. Đàn chủ nhíu mày, tay lấy một con dao găm từ trong áo ra. Sau đó, hắn cẩn thận tới gần cửa phòng, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo trên cửa. Ngoài cửa phòng, hắn chỉ thấy thuộc hạ của mình vẫn đứng yên không nhúc nhích canh gác. Phía sau bọn họ cũng không có ai khác. Đắc thủ rồi. Nhưng trong lòng đàn chủ có cảm giác không ổn, hắn nhanh chóng mở cửa phòng, toàn thân căng thẳng cả người bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cửa phòng mở ra, thuộc hạ Vốn Dĩ đang đứng canh đột nhiên ngã vào người hắn. Đàn chủ đưa tay đỡ, đem hắn vào trong phòng. Hắn lại cẩn thận quan sát ngoài cửa một lần nữa, xác định không còn ai khác. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhìn thuộc hạ trong tay mình, nghiêm giọng hỏi. Vừa dứt lời, đàn chủ chỉ thấy thuộc hạ trong tay mình động một cái, thân thể co quắp rồi mềm nhũn té trên mặt đất. Đàn chủ nhanh chóng đưa tay nhấn vào mạch trên cổ tay thuộc hạ một cái, mạch đã ngừng đập, khí huyết tiêu tán đã chết. Ngay cả một câu cũng không kịp nói. Hắn cau mày, kiểm tra thi thể của thuộc hạ. Trên người thuộc hạ không có bất kỳ một vết thương nào, cũng không có dấu vết đánh nhau, chỉ có duy nhất một vết máu tươi trên khăn che mặt. Đàn chủ cẩn thận dùng lưỡi dao găm đẩy khăn che mặt ra, liền thấy mặt thuộc hạ mình tái xanh, hai mắt đầy tơ máu trừng to, trong miệng còn có máu tanh chảy ra trong máu lại xen lẫn mùi hôi thối, đàn chủ không cẩn thận ngửi được, đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng. Là độc, thuộc hạ của hắn là do chúng kịch độc mà chết, hơn nữa kịch độc này bá đạo đến cực điểm. Độc thế nhưng lại hòa tan vào máu của thuộc hạ biến toàn bộ máu của hắn thành máu độc. Hiện tại, máu độc của thuộc hạ lại phát ra mùi, mà mùi cũng chứa kịch độc. Đàn chủ vội vàng ăn giải độc đan, ngưng tụ chân khí trừ bỏ độc tố trong cơ thể chỉ là độc tố lần hai đã mạnh như vậy, vậy thì kịch độc nguyên bản của nó còn kinh khủng tới trình độ nào nữa. Tống thư hàng kia quả nhiên không phải là người phàm. Cái gì? Sinh viên năm thứ nhất đại học Giang Nam, vừa mới qua tuổi 18, cha mẹ khỏe mạnh, đối đãi với mọi người đều rất ôn hòa, tất cả đều là tin tức giả. Đặc biệt là đối xử ôn hòa với người khác, biết sử dụng kịch độc như vậy làm sao có thể là người có tính cách ôn hòa? những tin tình báo này đều là của thân phận ngụy trang của tống thư hàng sử dụng có thể khẳng định đối phương là rèn luyện ở trần gian mẹ hắn không trần lịch luyện tại sao phải làm thật như vậy thật sự là ngày chó mà thật ghê tởm độc này không trừ bỏ được đàn chủ cắn răng độc tố thế nhưng lại cắm dễ trong cơ thể hắn muốn triệt để loại trừ độc tố ra khỏi cơ thể chỉ sợ phải bế quan mới được nhưng hiện tại hắn không có thời gian thuộc hạ ngô xuẩn này chúng độc mà vẫn đi tới nơi này, đúng là ngu như heo, đây chả phải là đang dẫn đường cho kẻ thù hay sao? Nói không chừng, Tống Thư Hàng đã đuổi theo thuộc hạ mình tới nơi này rồi. Nơi này không nên ở lâu. Đàn chủ dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại đồ đạc. Trước khi rời đi, hắn ta đổ một ít hóa cốt dịch lên thân thể dưới chân mình để tiêu hủy thi thể, tiêu diệt chứng cứ. Sau khi làm xong tất cả, đàn chủ che mặt, theo cửa sổ khách sạn nhảy ra ngoài, che giấu mình trong bóng đêm hắn nhảy mấy cái rời xa khách sạn. Kế hoạch có biến, đợi sau khi rời xa nơi này, kịch độc được loại bỏ, hắn ta sẽ nghĩ ra những biện pháp khác để tiếp xúc với vị tống tiền bối này, đổi cho được linh quỷ trong tay hắn. Đêm còn rất dài. Trong bóng đêm, có người sung sướng, có người buồn giàu, có người thì lại yêu sầu. Nhân sinh thật muôn màu. 5 giờ sáng ngày 6 tháng 6, Tống Thư Hàng mở mắt, tinh thần no đủ sau khi vừa mở mắt, lông mày anh đột nhiên nhăn lại. Sau khi trải qua quá trình tôi luyện cơ thể, khứu giác của anh so với người bình thường nhạy cảm hơn rất nhiều lần, một mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt động lại trong không khí mãi không tan. Hơn nữa cửa phòng ngủ lại đang mở thường thì vào tháng 6, Tống Thư Hàng và ba người bạn cùng phòng tuyệt đối sẽ không mở cửa phòng khi đang ngủ. Vì mùa này đang là mùa muỗi sinh sản mạnh nhất, nếu không muốn hiến thân cho mũi thì tuyệt đối sẽ không mở cửa khi ngủ là ba bọn họ trở về. Tống Thư Hàng suy đoán trong lòng, nhưng nhìn xung quanh thì lại không phát hiện ra bóng dáng bạn cùng phòng. Xuyên qua phòng ngủ cũng mơ hồ có thể trông thấy cửa sổ cũng mở. Gặp phải trộm rồi. Tống Thư Hàng trong lòng bỗng căng thẳng, đây cũng không phải là lần đầu tiên nam sinh trong ký túc xá gặp trộm, đặc biệt bọn họ còn ở tầng 2, là nơi mà những tên trộm đặc biệt yêu thích ghé thăm. Không tốt rồi, Tống Thư Hàng xoay người nhảy lên Chính mình quá thiếu cảnh giác rồi Trong tủ chứa đồ của anh chính là có 21 phương thuốc dân gian để điều chế, hóa cốt dịch Những thứ này có tiền cũng khó có thể mua được Những dược liệu này mà bị trộm chắc anh sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh luôn Đúng lúc này, ánh mắt thư hàng gắt gao nhìn xuống mặt đất tại đó, có một lưỡi đau không chui Sắc bén dị thường, phát ra hàn quang Đây là một lưỡi đau mỏng, không có chui hẳn là được sử dụng bằng cách kẹp ở giữa hai ngón tay hoặc là được sử dụng cùng với một bộ công cụ khác. Mặt khác, muốn sử dụng lưỡi đao như vậy thì phải có kỹ xảo, thủ pháp nhất định, không phải cao thủ thì không thể sử dụng được. Đao này tuyệt đối không phải dùng để cắt hoa quả, đây là lưỡi đao giết người không thấy máu. Một tên trộm dù có khả năng đến mấy cũng không có đủ thực lực để sử dụng hung khí bậc này. Hơn nữa trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, đối phương không phải là một tên trộm không phải vì tiền thì chính là mạng rồi vậy người đối phương muốn giết là ai còn có thể là ai trong ký túc xá chỉ có mỗi mình mình hơn nữa ba người bạn cùng phòng cũng chỉ là sinh viên bình thường khả năng dùng sát thủ để đối phó với họ là không lớn họa sát thân trong nháy mắt tim tống thư hàng đập nhanh vài nhịp anh nhặt lưỡi dao trên mặt đất lên trong đầu có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ nảy ra tâm không cách nào bình tĩnh được nhớ tới ngày hôm qua Lúc mình ngủ say như heo thì có người tới muốn đâm hắn một đao, thì nhất thời hoảng sợ. Tuy rằng anh không biết vì lý do gì mà đối phương không giết mình, nhưng anh cũng coi như là đã đi một vòng qua tử môn quan. Cho dù đã bắt đầu luyện tập cơ bản nhưng mà hai ngày trước anh vẫn là một sinh viên bình thường. Đột nhiên có người muốn giết mình, nếu có thể bình yên như những tu sĩ từng trải thì có quỷ rồi. Nhưng mà, tống thư hàng chỉ rối loạn trong chốc lát liền im lặng di chuyển, Trần minh kinh, cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại. Mình là người được chọn để trở thành tu sĩ, thì ngay cả chết cũng không đáng sợ. Tống Thư Hàng mở to mắt, ý chí kiên định hơn. Khi hắn nói ra những lời này, chính là tự củng cố bản thân, cũng chính là lúc một tu sĩ đã giác ngộ. Lúc này, chân minh kinh cũng xuất hiện biến hóa, đã tiến thêm một tầng. Trong ý thức của chân giả, tản mát ra khí thức siêu phàm thoát tục, đây là lúc một chân giả, một lần nữa nhận thức chính mình không còn là người bình thường nữa mà đã trở thành một tu sĩ. Khi mở mắt ra một lần nữa, tống thư hàng nhẹ nhàng sờ trái tim mình. Tim đập nhanh hơn một chút so với trước đây, nhưng không phải là e ngại. Đây là một loại cảm giác sung sướng phát ra từ nội tâm. Khi bị đối phương ám sát, gặp phải cảm giác tử vong đã cho anh cảm giác rất có ý nghĩa. Cho dù là anh đúng là bị ám sát, nhưng chuyện này sẽ không thể nào phát sinh ở sinh viên bình thường. Chính kịch bản trong chuyện này đã làm cho anh có cảm giác thư giãn, vui vẻ. Trong phút giây đó, Tống Thư Hàng có điểm hoài nghi chính mình có phải trong đầu có sợi dây thần kinh nào sai vị trí rồi không. Nếu như là muốn lấy tính mạng của người khác, có lẽ người mấy ngày trước thu thập tin tức của mình trong trường học thoát không khỏi liên quan. Trong lúc Tống Thư Hàng suy tư về chuyện đó, ngón tay giữa vuốt vuốt phiến dao kia lưỡi dao chuyển động qua lại giữa những ngón tay anh trông giống như hồ điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa. Khi từ miệng ra Cát Nguyệt biết được có người đang thu thập tin tức về mình, anh đã suy nghĩ về thân phận của đối phương. Có thể loại trừ bọn bất lương ở ngoài trường, dù sao bọn chúng cũng chỉ là học sinh bình thường, hơn nữa lại đang sinh hoạt dưới chế tài pháp luật của xã hội. Không có khả năng chỉ vì một xung đột nhỏ lại phải đi mời sát thủ trình độ này nếu như tất cả các bang phái đều như vậy thì thế giới này đã sớm bị thống trị rồi mặt khác người theo đuôi dược sư khả năng cũng không lớn đại bộ phận người theo sau dược sư đều là người có chuyện muốn nhờ dược sư trừ khi là người có tính cách cực đoan sẽ có suy nghĩ bắt cóc uy hiếp dược sư nhưng loại khả năng này không nhiều lắm trừ lần đó ra cũng chỉ có việc của vũ nhu tử tống thư hàng lôi dây truyền của mình ra nhìn phong hồn băng châu trên đó từng đợt hàn khí lạnh lẽo từ băng châu truyền đến làm cho đầu anh càng thêm linh hoạt tư duy nhanh nhẹn, đại não mở rộng. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 60.